Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1031 tu luyện ở đây thôi. Trong tiếng vang động trời, ba khe hở dữ tợn tựa như những lưỡi dao sắc bén xuất hiện. Trong lúc kéo dài ra lại xuất hiện vô số khe hở, âm thanh không ngừng vang lên, bụi đất tung bay, mặt đất không ngừng run rẩy. Sức mạnh tam đỉnh. Lâm Nhất Thu Quyền đứng thẳng, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Yêu đan xích diễm này củng cố long tượng chiến thể quyết tầng 4 của hắn, khí lực cũng đạt tới sức mạnh tam đỉnh khiến người ta phải khiếp sợ. Ngoài ra, tu vi của hắn cũng tiến bộ không ít, thăng lên huyền võ tầng 7 trung kỳ. Sau khi cô đọng chân nguyên còn có thể tinh tiến như thế, có thể nói tinh hoa nhật nguyệt ẩn chứa trong yêu đan này đúng là khổng lồ. Đương nhiên vì đây là lần đầu luyện hóa cho nên mới có hiệu quả như thế. Nếu tiếp tục giết yêu thú cấp bá chủ sau đó luyện hóa, chắc chắn hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Chắc nơi này là một bảo địa phong thủy, mình có thể lĩnh ngộ kiếm ý ở đây. Lâm Nhất đưa mắt nhìn quanh, nơi này yên tĩnh, thậm chí dưới mặt đất còn có nham thạch nóng chảy tràn ra, môi trường rất tệ. Nhưng linh khí thiên địa ở nơi này lại vô cùng nồng đậm, hổ xích diễm chiếm đoạt nơi này cũng có lý của nó. Hắn đưa mắt nhìn về phía núi hoang xa xa, vung nhẹ tay áo, nhảy lên nhảy xuống mấy cái trên mặt đất bằng phẳng. Chẳng mấy chốc, hắn đã dừng lại trên đỉnh núi, trước mắt sáng rực. Trên đỉnh núi của nơi này có một loại dị quả màu đỏ thẫm, phát ra hơi thở nóng bỏng. Quả diễm vân. Lâm Nhất tiến lên kiểm tra, nhận ra đây là một dị quả thuộc tính hỏa quý hiếm. Có thể dùng để luyện đan, cũng có thể sử dụng trực tiếp, có hiệu quả rất lớn với võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Hổ xích diễm chỉ cần gào thét đã khiến hỏa diễm rơi xuống như mưa sao băng, e rằng là có sự giúp sức của dị quả này. Đáng tiếc thuộc tính của Lâm Nhất không hợp với nó. Có điều để huyết long mã sử dụng thì lại rất phù hợp, hắn mỉm cười, không chút khách sáo hái dị quả bỏ vào túi. Lâm Nhất đứng ở nơi mây gió hội tụ, đưa mắt nhìn xuống bát phương, cảm giác im lìm và vắng vẻ kéo đến, đánh thẳng vào lòng người. Tu luyện ở đây thôi. Không có nơi nào thích hợp để hắn lĩnh ngộ kiếm ý hơn nơi này cả. Lâm Nhất tháo hộp đựng kiếm xuống đặt một bên, bắt đầu thử đột phá tiên thiên kiếm ý. Cùng lúc đó, trong đại điện của tông môn, Mai Hộ Pháp và những người cấp cao khác của kiếm các đang tập trung với nhau. Chưa tới 2 tháng nữa, mật cảnh Ma Liên sẽ mở ra, 10 vị trí, các vị cảm thấy Lăng Tiêu kiếm các ta nên phái những đệ tử nào đi. Mai Hộ Pháp cười hỏi mọi người. Nghe thấy 4 chữ mật cảnh Ma Liên, trưởng lão chấp kiếm và các cấp cao đang ở đại điện đều thay đổi sắc mặt. Chương 1032 quyết định của các chủ ư. Ai cũng tỏ vẻ do dự, không lập tức tiếp lời. Mật cảnh Ma Liên vô cùng nguy hiểm, theo quy luật trước đây, 10 người chắc chắn sẽ có một người chết. Nếu xui xẻo thì còn có thể chết một nửa, thậm chí là tất cả đều chết hết. Nhưng mật cảnh Ma Liên cũng có rất nhiều lợi ích. Sau khi giết chết yêu thú, yêu đan đều sẽ biến thành một đóa hoa sen đen chứa đựng ma tính. Nhưng sau khi loại bỏ ma tính, nó sẽ trở thành tinh hoa nhật nguyệt thuần túy, còn nồng đậm hơn cả linh đan diệu dược. Dù là đệ tử huyền võ hậu kỳ sử dụng ma liên này cũng có thể đột phá thăng cấp. Sau khi thăng lên huyền võ tầng 7, muốn đột phá tu vi khó hơn lên trời. Dù có thiên phú dị bẩm, căn cơ tốt, tài nguyên nhiều đến mức nào đi nữa, muốn đột phá cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Có thể tưởng tượng được những đóa ma liên này có giá trị đến mức nào. Có thể bớt thời gian tu luyện 1 năm, thậm chí là 3 đến 5 năm. Nhưng sự nguy hiểm của mật cảnh ma liên khiến người ta không thể không cẩn thận. Mai Hộ Pháp, ta cảm thấy thế này. Không nên phái đệ tử bảng thiên làm gì, ai chết, tông môn cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Một trưởng lão chấp kiếm chắp tay tiến lên, trầm ngâm nói. Đúng, không thể phái đệ tử bảng thiên đi, đào tạo một đệ tử cốt cán không phải chuyện dễ dàng. Vậy thì chọn trong bảng địa đi, 10 người đứng đầu bảng địa đa số đều có tu vi huyền võ tầng 8, mãi vẫn không nâng cao được cảnh giới, có lẽ sẽ đồng ý mạo hiểm. Ta cảm thấy vẫn nên phái một đệ tử bảng thiên đi theo, nếu không gặp những tông môn khác tranh giành thì quá thua thiệt. Ông nói thế cũng đúng,
mật cảnh Ma Liên có rất nhiều địa bảo thiên tài, nếu có thể mang ra ngoài sẽ rất có lợi cho tông môn. Mọi người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng quyết định phái ra một đệ tử bảng thiên, sau đó sẽ chọn 9 người trong bảng địa. Mai Hộ Pháp không có ý kiến gì, trong lòng ông ấy cũng nghĩ như thế. Đệ tử huyền võ tầng 10 trong bảng thiên vào đấy cũng vô dụng, Ma Liên không giúp ích cho việc đột phá cảnh giới tử phủ. Có thể phái ra một đệ tử huyền võ tầng 9 trong bảng thiên, thứ nhất xem như cơ duyên của hắn, thứ hai khi tranh đấu với những tông môn khác cũng không quá thiệt thòi. Nhưng ông ấy vẫn phải nói một điều. Phải cộng thêm một người nữa, Lâm Nhất cũng phải đi mật cảnh Ma Liên. Mai Hộ Pháp đưa mắt nhìn một vòng, nhẹ giọng nói. Đại điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh, một lúc lâu sau đó mới có người lên tiếng, như thế, không ổn lắm, Lâm Nhất chỉ có tu vi huyền võ tầng 7, hơn nữa nếu hắn chết trong đó, tông môn cũng sẽ tổn thất rất lớn. Phải, bây giờ giá trị của Lâm Nhất không hề thua kém những đệ tử bảng thiên, thậm chí là còn quan trọng hơn. Không thể mạo hiểm như thế, với thiên phú và căn cơ của hắn, không cần cơ duyên này cũng chẳng sao. Mai Hộ Pháp đoán trước rằng mọi người sẽ nói như thế, ông ấy cười bảo, đây là quyết định của các chủ. Quyết định của các chủ ư? Trong mắt các trưởng lão chấp kiếm lộ vẻ ngạc nhiên, các chủ thường hay bế quan, ít khi xuất hiện, gần như không quan tâm đến chuyện của tông môn. Không ngờ sẽ quan tâm đến hậu bối là Lâm Nhất, đích thân chỉ định hắn tiến vào mật cảnh Ma Liên, đúng là hiếm thấy. Chương 1033 e rằng sẽ có người không phục. Lúc này, không còn ai phản đối nữa. Chỉ có người nhắc nhở, Mai Hộ Pháp, suy cho cùng Lâm Nhất chỉ có tu vi huyền võ tầng 7, e rằng sẽ có người không phục. Đó là chuyện của Lâm Nhất, nếu chút phiền phức này cũng không giải quyết được thì hắn ta không cần đi mật cảnh Ma Liên nữa. Mai Hộ Pháp cười nhạt, ung dung nói. Trong sơn mạch tịch diệt, trên đỉnh một ngọn núi hoang. Nơi gió và mây hội tu. Phảng phất như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến tầng mây đang trôi trên bầu trời. Trên đỉnh núi, một thiếu niên áo xanh đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Ngọn gió quét qua thổi tung mái tóc và tà áo, kiếm ý khắp người tùy ý phóng thích. Lâm Nhất gần như đã quên cả bản thân, ngồi yên như tượng, đắm chìm vào trong việc lĩnh ngộ kiếm ý. Trong phủ công chúa, kiếm phân song nguyệt, kiếm ý kinh động đến trưởng lão của các đại tông môn. Thứ mà hiện tại Lâm Nhất cần làm chính là tìm được loại cảm giác này, nắm bắt được loại ý cảnh này, lĩnh ngộ được sự huyền diệu trong đó. Khiến bản thân có thể bất cứ lúc nào cũng đều khiến kiếm ý của mình thăng cấp đến cảnh giới như tối hôm đó. Mà không phải chỉ có thi triển kiếm phân song nguyệt mới có thể miễn cưỡng làm được, có quá nhiều hạn chế. Thời gian dần trôi, mây hết tan rồi lại hợp, bất giác đã qua hơn một tháng. So với một tháng trước đó, phong mang trên người thiếu niên càng mạnh mẽ hơn, giống như một thanh trường kiếm thẳng tắp ngồi đó, vừa cô độc vừa cao ngạo vừa xa cách vừa lạnh lùng. Để mặc cho cuồng phong phất qua cũng không thổi tan được vẻ kiêu ngạo, thà gãy chứ không bị bẻ cong, không sợ hãi cũng không khuất phục ai. Trong thiên khung đột nhiên có tia sét vạch ngang, ánh sáng chói mắt xé toạc không gian tối tăm hoang lạnh. Uỳnh ầm ầm. Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc. Vang vọng khắp xung quanh phạm vi trăm dặm. Đi kèm với tiếng sấm là những tia sét thỉnh thoảng chớp nhoáng, trời đất như nổi giông bão tưởng chừng sắp có một cơn mưa như chút nước chuẩn bị ập tới. Mây đen dày đặc, tiếng sấm trầm đục, báo hiệu mưa bão sắp đến. Nhưng đúng vào lúc này, thiếu niên một tháng chưa hề cử động bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Tia sáng trong đáy mắt lóe lên, kiếm ý giạt rào bùng lên từ trên người hắn, kiếm ý mênh mông trong vắt. Không nhiễm bụi trần còn mang theo chút khí tức xuất trần xông thẳng lên trời. Keng! Tiếng kiếm ngâm vang lên bên trong cơ thể, giống như tiếng nước róc rách chảy qua khe núi, đập vào kẽ đá. Vô cùng sống động mà vui tai, tiếng kiếm ngâm này vừa vang lên, bỗng nhiên tiếng sấm khắp trời khi nãy lại trở nên vô cùng yếu ớt, rồi dần dần biến mất. Tiếng sấm đùng đùng hầu như bị kiếm âm này áp chế đến mức không đủ sức để phản kháng lại nữa. Ào! Kiếm ý xông thẳng lên trời, bao trùm khắp không gian, mây đen cuồn cuộn dần dần bị kiếm ý đánh tan. Chương 1034 nên trở về tông thôi. Thiếu niên áo xanh khẽ nhấc cánh tay phải lên,
không thấy được hắn dùng lực thế nào. Kiếm thế mênh mông ngưng tụ thành cơn cuồng phong thịnh nộ, quấn quanh không gian trong núi, không ngừng xoay tròn. Sau đó ngưng tụ thành một vòi rồng cuốn về phía bầu trời, hút hết những đám mây đen vào bên trong nó. Phá! Khẽ hét một tiếng, vòi rồng do kiếm ý ngưng tụ bỗng tách ra, trong thoáng chốc, bầu trời bốn phía xung quanh liên tục xuất hiện hiện tượng lạ. Một lúc sau, mây đen đầy trời đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Mặt trời ló dạng khỏi tầng mây, ánh sáng chói chang rọi xuống từ trên bầu trời, lấp lánh ánh vàng tắm lên khắp toàn thân người thiếu niên áo xanh. Đón lấy ánh mặt trời như ngọn lửa ấm áp, Lâm Nhất thở ra một hơi trọc khí thật dài, từ từ đứng dậy. Cúi đầu nhìn xuống bốn phía, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, trên gương mặt người thiếu niên đầy vẻ phấn chấn và khí thế hừng hực. Nắm bắt được tiên thiên kiếm ý, quả thực còn khó hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Nhưng thời gian một tháng vừa qua lại không hề uổng công. Trong phủ công chúa, kiếm phân song nguyệt tối đó, trong lúc cơ duyên trùng hợp đã phát tán ra luồng kiếm ý kinh người, mà nay hắn đã có thể thành thạo nắm bắt được, cũng có thể tùy ý thu về, chỉ cần một ý niệm là đã có thể bung ra kiếm ý với uy lực kinh người. Coi như đã đạt được bán bộ tiên thiên kiếm ý, nhưng bán bộ này lại là một khoảng cách vô cùng lớn, nếu như không có được cơ duyên thì sẽ bị vây hãm trong đó rất lâu. Hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiên thiên kiếm ý này, phong mang sắc bén, quang mang dồi dào. So với đó, sự khác nhau của kiếm ý khi chưa nhập tiên thiên giống như thể ánh sáng của con đom đóm so với ánh sáng của mặt trăng. Nhưng mà việc này cũng không thể nóng vội được, tính toán thời gian. Vào sơn mạch tịch diệt đã hơn 2 tháng, ngoại trừ 3 đại sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp ra, những thứ còn lại đều tu luyện rất thuận lợi. Long hổ quyền tam ấn hợp nhất, long tượng chiến thể quyết thăng cấp lên tầng thứ 4, một quyền vung ra có thể đạt đến sức mạnh tam đỉnh, bí thuật chiến giáp long tượng cũng đạt đến tiểu thành. Quyền pháp, thân pháp và nhục thân đều có thể thi triển tùy ý, không phải chịu bất cứ gò bó nào. Tổng thể sức chiến đấu e là đã phải mạnh hơn gấp đôi ngày trước. Quan trọng nhất là bán bộ tiên thiên kiếm ý đã nắm được, khiến hắn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ và rộng lớn khác, lĩnh hội về kiếm đạo cũng tăng lên đáng kể. Nên trở về tông thôi. Bàn tay vỗ nhẹ lên kiếm hạp, rũ hết bụi bám trên đó xuống, Lâm Nhất tung người nhảy xuống từ trên đỉnh núi. Hồng hộc, cuồng phong như lưỡi đao rít gào qua tai. Đến khi cơ thể hắn sắp chạm đất, hai cánh tay khẽ dang ra, cơ thể dần dần nhẹ nhàng tiếp đất. Không gây ra rung động quá lớn, thể hiện và cảnh giới của thất huyền bộ đỉnh phong viên mãn, tùy tâm tùy ý, nắm bắt thành thạo. Rào. Chương 1035 chạy cũng nhanh đấy. Âm thanh rít gào của một con thú vang lên, quay đầu lại nhìn, là con sói ma hắc huyết. Nhân lúc hắn tu luyện ở trên đỉnh núi. Nó đã chiếm cứ nơi bảo địa phong thủy này. Con sói ma hắc thiết này vốn dĩ hung thần ác nghiệt, khí diễm cực kỳ ngạo mạn. Nhưng khi nhìn thấy luồng kiếm ý vấn vít trong đáy mắt Lâm Nhất, cả người nó ngẩn ra. Kiếm ý bén nhọn, bất giác đâm nát uy lực yêu sát của nó, sau đó rơi lên người khiến nó vô cùng đau đớn. Dưới ánh nhìn chăm chú kia, nó cảm giác giống như có một thanh kiếm vô hình nào đó đang sẵn sàng treo trên đầu nó. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là đã có thể đâm xuyên qua thân thể. Kiên trì một lúc, sau đó cũng không dám nhìn vào ánh mắt của Lâm Nhất nữa mà co giò bỏ chạy. Không hề có chút xíu phong thái nào của một yêu thú cấp bá chủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 cả, mới nhìn một cái mà đã sợ chạy mất dép. Chạy cũng nhanh đấy. Nếu như sói ma hắc thiết không chạy, hắn cũng không ngại lôi nó ra để thử sức mạnh. Uy lực của bán bộ tiên thiên kiếm ý khiến hắn rất tò mò, rốt cuộc có thể khiến hắn mạnh đến mức độ nào. Một tiếng hí dài vang lên, nửa khắc sau. Chiếc bóng màu đỏ máu, giống như một tia sét đâm xuyên lung tung trên khu đất bằng phẳng, mang theo luồng khí tức nóng nảy xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai mắt Lâm Nhất khẽ nheo, trong lòng thầm nghĩ. Thằng nhãi này vậy mà còn tiến bộ nhanh hơn cả mình. Huyết long mã trước mắt đã đạt đến cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên tầng thứ 9. Tu vi tăng nhanh như vậy là tương đối khủng khiếp,
không hổ là dị thú biến dị huyết mạch long tộc. Cho. Hắn tiện tay ném quả diễm vân lấy được từ trên đỉnh núi qua. Mắt huyết long mã sáng rực, cười quái gở một tiếng rồi nuốt luôn, ngay lập tức toàn thân nó bỗng như thiêu đốt, hóa thành một luồng ánh lửa huyết sắc. Trong ánh lửa, thấp thoáng có tia sét lóe lên không ngừng, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Nhưng Lâm Nhất cũng chẳng vội vã, đợi sau khi nó luyện hóa xong rồi cùng nhau quay về. 10 ngày sau, một người một ngựa quay trở về Lăng Tiêu Kiếm Các. Gặp qua Lâm Sư Huynh. Cả một đường đi về, gặp được không ít đệ tử của tông môn, sau khi trông thấy Lâm Nhất, ai nấy đều cung kính hành lễ. Lâm Nhất khẽ gật đầu tỏ ý đáp lời. Sau khi đến Lạc Già Sơn, phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hắn đang nghi hoặc liền có một người chạy về phía hắn nói là Hân Nghiên sư tỷ đang đi tìm hắn. Nhìn vẻ mặt của người này cực kỳ vội vã, e là Hân Nghiên sư tỷ đã đợi hắn lâu rồi. Ngay lập tức không dám chậm trễ, Lâm Nhất không hề dừng lại mà đi như bay vào trong tiểu viện mà Hân Nghiên đang ở đó. Chương 1036 9 người trong bảng địa có đệ. Sau khi đến nơi, phát hiện không chỉ có Hân Nghiên đang ở đây, đến cả ba vị sư huynh Đường Thông, Đinh Nham và Vương Tranh cũng đều ở đây. Mấy người đánh giá Lâm Nhất một lượt, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đều có thể cảm nhận được khí chất trên người thiếu niên trong thời gian 2 tháng này dường như đã có chút thay đổi. Nhưng trong một chốc lại không thể nói rõ ra được chỗ nào thay đổi rồi. Sư tỷ, tìm ta có chuyện gì? Lâm Nhất sau khi chào hỏi mấy người bèn vào thẳng vấn đề. Tiểu sư đệ có từng nghe nói đến mật cảnh Ma Liên chưa? Sóng mắt Hân Nghiên lưu chuyển, khẽ giọng hỏi. Chưa từng nghe qua. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, hắn lục lại trí nhớ một hồi, chắc chắn rằng mình chưa từng nghe qua cái tên này. Đường Thông thấy vậy liền bước lên trước kể cho Lâm Nhất nghe một lượt đại khái về mật cảnh Ma Liên. Ánh mắt Lâm Nhất sáng lên, yêu đan Ma Liên hẳn cũng là một loại yêu đan đặc biệt giống như kiếm vân đan, nhưng mà yêu đan Ma Liên rõ ràng càng có sức hấp dẫn hơn một chút. Kiếm vân đan chỉ có sức hấp dẫn với kiếm khách, yêu đan Ma Liên lại có thể thu hút toàn bộ võ giả. Về cơ bản, những người có thể ra ngoài thì tu vi đều tăng lên một tầng, thậm chí còn có thể lấy được những bảo vật khác. Vẻ mặt Đường Thông nghiêm trọng nói, thần sắc trong đáy mắt thoáng qua vẻ e dè. Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại, trầm ngâm nói như vậy, hẳn là đệ tử huyền võ tầng thứ 9 sẽ thích hợp để đi vào mật cảnh Ma Liên hơn. Hắn mới là tu vi huyền võ tầng thứ 7, danh sách này hẳn sẽ không đến lượt hắn rồi. Không sai, mật cảnh Ma Liên 20 năm mới mở một lần, tỷ lệ tử vong cực cao. Danh sách lựa chọn người của tông môn cũng vô cùng thận trọng, những đệ tử cảnh giới huyền võ tầng thứ 9 của kiếm các hầu như đều ở bảng thiên. Nếu như bọn họ đều chết ở trong đó, đối với tông môn mà nói là sự tổn thất khó mà gánh chịu được. Hân Nghiên nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ than nói, cho nên lần này sự lựa chọn của tông môn là 1 đệ tử bảng thiên, 9 đệ tử bảng địa. Lâm Nhất từ trong ánh mắt của sư tỷ, bắt được một số thông tin khác. 9 người trong bảng địa có đệ. Không sai, quả thực có đệ. Hân Nghiên cười khổ một tiếng, tiểu sư đệ vẫn thông minh như ngày nào, không cần phải nói rõ cũng đã đoán ra được. Đường Thông phất phất tay nói, mấy người chúng ta đều vô cùng bất ngờ, nhưng mà danh sách quả thực đã xác định xong, tên của tiểu sư đệ quả thực được viết trong đó. Trong lúc nói, Đường Thông đưa ra một cuộn trúc, mở cuộn trúc ra. Chương 1037 sợ đệ thắng. Bên trên giải thích một lượt lai lịch của mật cảnh Ma Liên, phía sau thì là danh sách người được chọn của Lăng Tiêu Kiếm Các. Bên trong có rất nhiều những cái tên quen thuộc, Hân Nghiên, Đường Thông cũng nằm trong đó, ở chỗ dòng cuối cùng, Lâm Nhất nhìn thấy tên của mình. Sợ là sẽ có người không phục. Lâm Nhất gập cuộn trúc lại, khẽ giọng nói. Lời vừa dứt, nhóm người Đường Thông liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười. Hai mắt Hân Nghiên khẽ nheo lại, cười nhạt nói, thằng nhóc này, vẫn thông minh như vậy, tìm đệ nói chuyện chính là vì việc này. Người không phục có rất nhiều, dù gì thì đệ nhập tông miễn cưỡng mới được hơn 1 năm, tu vi chỉ có huyền võ tầng thứ 7. Nhưng người thực sự có hành động, viết thư khiêu chiến với đệ lại chỉ có 1 người duy nhất. Ai?
Lăng Yến, người thứ 9 trong bảng địa, người bị đệ đẩy ra khỏi danh sách chính là hắn ta. Hắn ta đã đưa thư khiêu chiến lên tông môn, 7 ngày sau hắn ta sẽ đến Lạc Già Sơn để phân cao thấp với đệ. Nếu như hắn ta thua thì sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ, nếu như hắn ta thắng thì tông môn phải trả lại quyền tham gia cho hắn ta, Mai Hộ Pháp đã đồng ý rồi. Hân Nhiên đưa một bức thư khiêu chiến, khi Lâm Nhất đưa tay nhận lấy thì cô liền rút lại. Sư tỷ sợ đệ sẽ thua. Ta sợ đệ thắng, cuộc cọ sát trên đại điện Quỳnh Đài, thua thì cũng chỉ mất mặt một chút, không có vấn đề gì. Nhưng đi vào mật cảnh Ma Liên, nếu thua thì sẽ phải thua hết tất cả, bao gồm cả sinh mệnh. Sóng mắt Hân Nhiên vẫn luôn long lanh, trên gương mặt mang đầy ý cười giờ đây lại lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trong một thoáng, nhóm người Đường Thông cũng đều chuyển ánh mắt lên người Lâm Nhất. Sợ đệ thắng. Lâm Nhất khẽ ngẩn người, ngay sau đó mới hiểu ra, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng thư khiêu chiến này, rốt cuộc là nhận hay không nhận? Ngẩng đầu nhìn qua, trong đôi mắt long lanh ánh nước của Hân Nhiên sư tỷ lấp lánh quang mang, khiến người ta không nỡ. Nhưng sư tỷ, tỷ cũng phải đi, nếu như đệ không đi thì tỷ cũng không đi. Nhớ đến tên của Hân Nhiên trên cuộn trúc, Lâm Nhất khẽ nói. Mật cảnh Ma Liên nguy hiểm như thế, hắn làm sao mà không lo lắng cho sự an toàn của Hân Nhiên được, trong Lăng Tiêu Kiếm Các, người có thể khiến hắn quan tâm lo lắng, Hân Nhiên sư tỷ chắc chắn được xếp ở vị trí cực kỳ quan trọng. Sư tỷ không giống với đệ, đệ còn trẻ như vậy, còn nhiều cơ hội. Sư tỷ lớn hơn đệ 3 tuổi, đã không còn nhiều cơ hội nữa. Một khi bỏ lỡ, có thể sẽ phải dừng ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 rất lâu. Hân Nhiên khẽ mỉm cười, chuyển chủ đề nói, lại nói, để cảm thấy sư tỷ yếu đuối như vậy sao? Những tông môn khác cũng không đến mức tập trung nhằm vào ta không có cái giá trị này, nhưng tiểu sư đệ lại khác. Nhóm người Đường Thông gật đầu nói, đúng vậy, trước đó Hỗn Nguyên môn mai phục giết đệ đã tiến rất nhiều công sức. Còn có Huyền Thiên Tông, trong phủ công chúa tiểu sư đệ đã phế đi Bạch Du, với tính cách bá đạo của Huyền Thiên Tông, hà sẽ chịu để yên. Mấy người mỗi người nói một câu, muốn khuyên Lâm Nhất đừng đi. Không phải bởi vì đố kỵ sau khi Lâm Nhất tham gia sẽ đạt được cơ duyên, mà là cảm thấy hắn còn quá trẻ. Hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Chương 1038 thậm chí sẽ vì thế mà bị thương. Còn về bọn họ, Hân Nhiên nói đúng, bọn họ ngắn thì đã mắc ở huyền võ tầng thứ 8 một năm, còn dài thì là 2 năm rồi. Năm tháng quá dài. Không thể đánh cược được nữa. Chết người là mật cảnh Ma Liên vô cùng kỳ quái, áp chế uy lực của bảo khí. Sư đệ, chiến kỳ xích diễm của sư đệ chẳng có tác dụng gì ở trong đó, không thể dùng được. Tiểu sư đệ, người đến kiếm các lâu như vậy, sư tỷ chưa cầu xin ngươi chuyện gì, lần này hãy đồng ý với ta đi. Cuối cùng, Hân Nhiên nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Vậy chiến thư này ta không tiếp nữa. Đúng vậy, Hân Nhiên sư tỷ chưa bao giờ cầu xin mình. Lâm Nhất khẽ than trong lòng, không nói thêm nữa. Trên mặt Hân Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cơ mặt giãn ra thấy rõ. Cô xoa mặt Lâm Nhất, cười nói, vậy mới ngoan chứ. Nửa ngày sau, một tin tức khá bất ngờ lan truyền khắp Lăng Tiêu Kiếm Các. Lâm Nhất không tiếp chiến thư của Lăng Yến, từ bỏ cơ hội vào mật cảnh Ma Liên, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ, Lâm sư huynh lại không tiếp chiến thư của Lăng Yến, chuyện này không hợp với tính cách của huynh ấy. Nghe nói khi trước ở phủ công chúa, huynh ấy đánh bại liên tiếp 3 người, trận cuối cùng lấy 1-2, chưa từng sợ ai. Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Tin tức truyền tới tai của Mai Hộ Pháp, ông ấy đang phẩm trà với Lạc Phong trưởng lão, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mai Hộ Pháp phất tay. Bảo chấp sự truyền tin lui xuống, nhíu mày, lẩm bẩm, sao tên nhóc này lại từ bỏ, không nên vậy chứ. Lạc Phong đặt tách trà xuống, khẽ giọng cười nói, vấn đề có lẽ đến từ con nhóc Hân Nhiên. Con nhóc đó luôn xem Lâm Nhất như đệ ruột thịt. Biết được Lâm Nhất cũng nằm trong danh sách, nó đã tìm đến ta mấy lần, có phê bình với hành động này của tông môn. Mai Hộ Pháp bất đắc dĩ cười nói, chuyện này ta cũng không tán thành cho lắm. Nhưng các chủ rất ít khi nhúng tay vào chuyện của tông môn,
ông ấy đã mở miệng, ta không thể phản đối. Nhắc tới các chủ, hai người im lặng, biết rằng chuyện này không dễ xử lý. Thôi bỏ đi. Mai Hộ Pháp thở dài, khẽ giọng nói, bỏ đi, nếu đã không muốn đi, tông môn cũng không đến nỗi bắt buộc hắn đi. Tên nhóc Lăng Yến dậm chân ở Huyền Võ tầng 8 cũng 2 năm rồi nhỉ. Lạc Phong gật đầu đáp, đã 2 năm rồi. Cảnh giới Huyền Võ hậu kỳ quá khó để đột phá, nếu nó thật sự có lòng, vậy thì hãy để nó đi mật cảnh Ma Liên thử xem. Lâm Nhất không đi, tông môn cũng không có thiệt hại gì, nếu hắn chết ở trong đó, kết quả này ta cũng không chấp nhận được. Mai Hộ Pháp lắc đầu, không miễn cưỡng nữa. Trong Lạc Già Sơn, Lâm Nhất từ biệt Hân Nghiên, sau đó yên tâm tu luyện trong tiểu viện của mình. Thủy Nguyệt Kiếm Pháp vẫn còn tam đại sát chiêu cuối cùng, lần lượt là Ánh Sáng Hạo Nguyệt, Xương Hàn Vạn Lý và Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nếu không thể tu luyện ba chiêu này thành công, hắn sẽ không thể thăng cấp Thủy Nguyệt Kiếm Pháp đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Khi so chiêu với cao thủ, Thủy Nguyệt Kiếm thế sẽ để lại sơ hở. Thật ra với bán bộ tiên thiên kiếm ý của hắn bây giờ, dù có bị người khác tìm ra sơ hở nhỏ bé của Thủy Nguyệt Kiếm thế cũng khó mà phá được. Thậm chí sẽ vì thế mà bị thương. Nhưng xưa nay Lâm Nhất luôn theo đuổi sự hoàn hảo, bất kể ba chiêu cuối cùng này có khó tu luyện thế nào cũng phải hoàn thành nó cho bằng được. Về phần mật cảnh Ma Liên, xưa nay hắn không phải người hay dối rắm. Chương 1039 lần này có kịch hay để xem rồi. Nếu là chuyện đã đưa ra quyết định thì không cần phải hối hận vì cách nghĩ của mình, ngược lại rơi vào ma chướng. Ba ngày sau, ở quảng trường công đức điện của Lăng Tiêu Kiếm Các, một bóng người thu hút sự chú ý của mọi người. Lăng Yến sư huynh, huynh ấy trở về rồi. Nghe nói Lăng Yến sư huynh vì chuẩn bị cho cuộc chiến với Lâm Nhất mà lần này đã đến rừng già huyết cốt làm nhiệm vụ. Trông khí tức trên người Lăng Yến sư huynh hình như đã mạnh hơn tháng trước không ít. Không biết nếu huynh ấy biết Lâm Nhất đã từ chối chiến thư của huynh ấy thì sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiến tích của Lâm Nhất ở phủ công chúa rất đáng kinh ngạc. Bây giờ đã qua 2 tháng, sợ là hắn còn mạnh hơn. Tuy Lăng Yến sư huynh có ưu thế về tu vi, nhưng muốn thắng e là cơ hội cũng không lớn. Nhiều ánh mắt dừng trên người hắn ta, Lăng Yến không hề để tâm. Hắn ta chiếm hạng 9 bảng địa trong Lăng Tiêu Kiếm Các, ngoại trừ 10 người đứng đầu bảng thiên, hắn ta nằm trong nhóm người tỏa sáng huy hoàng nhất, đã quen với ánh nhìn chăm chú của mọi người. Nhưng khi nghe thấy Lâm Nhất đã từ chối chiến thư của hắn ta, sắc mặt hắn ta hơi biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Không biết thật hay giả. Với võ giả mà nói, cho dù biết rõ là không thắng nổi cũng ít có ai chọn từ chối chiến thư. Huống hồ, hắn ta đã nói sẽ dùng thắng thua để lấy cơ hội vào mật cảnh Ma Liên, chẳng lẽ hắn lại không quan tâm cơ hội quý giá này? Không cần nghĩ nhiều, Lăng Yến hoàn toàn không tin. Đúng lúc đó, một đệ tử thân thiết với hắn ta vội vàng chạy đến, đưa chiến thư tới trước mặt hắn ta, cười nói, sư huynh, chúc mừng huynh. Lâm Nhất tự biết mình không thắng nổi, Lạc Già Sơn đã trả lại chiến thư. Tự biết mình không thắng nổi. Lăng Yến nhíu mày, mở chiến thư ra, chốc lát sau sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục. Đệ tử đưa thư không khỏi biến sắc, không biết Lăng Yến sư huynh bị làm sao. Chuyện tốt như vậy mà sao lại không thấy vui chút nào. Bùm! Trong lúc gã đang nghi ngờ, chân nguyên dồi dào trên người Lăng Yến lan ra, hắn ta vung tay lên. Chiến thư nổ thành mảnh vụn trên không trung, vang vọng bốn phía, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Làm vậy là muốn Lăng Tiêu Kiếm Các rộng lớn này biết Lăng Yến ta lấy lớn hiếp nhỏ, buộc hắn nhường ra cơ hội vào mật cảnh hay sao? Há có lý này? Trên mặt Lăng Yến thoáng qua lửa giận, sắc mặt cực kỳ u tối. Sự lạnh lẽo lan tỏa, khiến người khác sợ hãi không thôi. Trong tiếng quát lạnh, Lăng Yến thẹn quá hóa giận, gương mặt lạnh lùng, không ngoảnh đầu mà lao về phía Lạc Già Sơn. Trong mắt những đệ tử xung quanh đầy vẻ sửng sốt, ngay sau đó lập tức trở nên phấn khởi, đuổi theo qua đó. Thú vị, không ngờ Lăng Yến sư huynh này lại nóng nảy như vậy. Xem ra huynh ấy cực kỳ tự tin với thực lực của mình, hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thua, không cần Lâm Nhất nhường cơ hội của mình ra. Ha ha,
lần này có kịch hay để xem rồi. Đi thôi, mau tới Lạc Già Sơn. Ha ha ha, xem ra trận đấu lần này không thể tránh khỏi rồi, đi thôi. Với thực lực của Lăng Yến sư huynh đối đầu với Lâm Nhất nổi tiếng khắp Đại Tần, có lẽ sẽ đặc sắc lắm. Chỉ trong chốc lát, sau lưng Lăng Yến đã tụ tập một nhóm đông các đệ tử tông môn. Đệ tử kiếm các đi ngang qua biết được ngọn nguồn sự việc cũng sáng mắt lên, quay đầu đuổi theo. Chương 1040. Ngày càng có nhiều người kéo đến, khi Lăng Yến đi đến chân núi Lạc Già thì phía sau hắn đã có hơn ngàn người. E là hơn phân nửa những người rảnh rỗi trong kiếm các đều đến. Hướng mắt ra xa, có thể thấy được vẫn còn không ít người lục tục chạy đến. Lăng Yến cảm thấy rất hài lòng vì điều này, càng nhiều người càng tốt, hắn ta mong muốn toàn bộ tông môn đều biết được kết quả của trận chiến này. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lâm Nhất ngay trước mắt mọi người. Nếu không, vị trí mà hắn ta giành được sẽ không được xem là quang minh chính đại, mọi người sẽ cho rằng hắn ta không đủ tư cách, chỉ miễn cưỡng được nâng lên mà thôi. Lăng Yến sư huynh, huynh muốn làm gì? Đệ tử hộ vệ Lạc Già Sơn tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy Lăng Yến cùng đại đội nhân mã phía sau hắn ta. Không phải việc của ngươi, tránh qua một bên. Ánh mắt Lăng Yến lóe lên tia sắc bén, hắn ta duỗi tay đánh ra một chưởng. Ầm, chân nguyên bộc phát khiến đệ tử vừa lên tiếng hỏi bị đánh bay ra ngoài, với thực lực xếp hàng thứ 9 bảng địa, hiển nhiên, những hộ vệ này không phải đối thủ của hắn ta. Lăng Yến xông thẳng về phía trước, thế như trẻ tre, gần như không có địch thủ. Khí thế của hắn ta như mặt trời ban trưa, vô cùng sắc bén. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã xông đến nơi ở của đệ tử Lạc Già Sơn. Các đệ tử tụ tập phía sau cảm thấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy uy thế của Lăng Yến. Bọn họ chợt hiểu ra, cũng khó trách vì sao Lăng sư huynh lại tức giận như vậy. Vì thật ra thực lực của hắn ta cũng có chỗ hơn người. Từ chối chiến thư của ta à? Nào có dễ dàng như vậy, ta sẽ khiến người bại một cách tâm phục khẩu phục. Lăng Yến sầm mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sau khi tra hỏi được nơi ở của Lâm Nhất, hắn ta híp mắt nhìn về hướng đó, rồi nhanh chân đi đến. Mỗi một bước, chiến ý trên người nồng đậm thêm một phần, kiếm thế mênh mông không ngừng tích tụ. Khi Lăng Yến đi đến trước sân nhỏ, kiếm thế trên người hắn ta đã đạt đến đỉnh phong. Cửa sân bỗng chốc vỡ nát, từng mảnh gỗ bị kiếm thế ác liệt xoắn thành bụi phấn, bay tán loạn trong gió. Dưới gốc cổ thụ sum suê trong sân, Lâm Nhất đang nghiên cứu ba sát chiêu lớn của Thủy Nguyệt kiếm pháp. Nghe tiếng động, hắn từ từ ngước mắt nhìn. Xuất hiện trong tầm mắt chính là cảnh tượng những chiếc lá rơi lả tả trên mặt đất bị kiếm thế của đối phương hất tung lên, quay cuồng trong gió. Ánh mắt Lâm Nhất xuyên qua một trời lá rụng, rơi trên thân người nọ. Chương 1041. Thiếu niên khoác trên người trường bào có hai màu xanh trắng đan xen nhau, diện mạo không quá nổi bật. Giữa hai đầu lông mày lóe lên sự sắc bén cùng nhuệ khí. Hai mắt hắn ta sáng ngời, bén ngót như kiếm, có tính xâm lược cực mạnh. Thái độ hùng hổ dọa người của Lăng Yến tạo thành áp lực cực kỳ nặng nề, cùng với đó là tu vi huyền võ tầng 8 thâm hậu, khiến cho đại đa số các đệ tử của kiếm các cảm thấy ngạt thở khi phải đối mặt với hắn ta, dù chỉ là một cái liếc mắt mà thôi. Vù vù vù, ở những nơi có địa thế cao gần đó, và trên những trạc cây, có rất nhiều đệ tử kiếm các tụ tập xem cuộc vui. Khí thế thật mạnh, xem ra trước đó, Lăng Yến sư huynh đã nhẹ tay với các đệ tử Lạc Gia Sơn lắm rồi. Đây mới là thực lực chân chính của huynh. Ấy, mạnh thật, chỉ dựa vào thực lực bản thân đã có thể đi ngang trong Lạc Gia Sơn. Chưa xuất kiếm đã không có địch thủ, xếp hàng thứ 9 bảng địa ư. E là đã đánh giá thấp hẳn rồi. Không biết Lâm Nhất sẽ ứng phó như thế nào. Xung quanh, mọi người nín thở quan sát diễn biến, trong mắt bọn họ lóe lên tia phấn khích và chờ mong. Nghe lời bàn tán của những người xung quanh, Lâm Nhất khẽ nhíu mày. Hắn cũng không ngờ người này lại chạy đến tận đây. Chẳng lẽ hắn ta không biết tùy tiện cắt ngang quá trình tu luyện của người khác là một việc vô lễ sao? Trong lúc kiếm khách tu luyện, nếu bị quấy rối ở thời điểm mấu chốt, có đôi lúc thậm chí sẽ nảy sinh ý định giết người. Lâm Nhất kiềm chế sát ý lạnh lẽo trong lòng, ánh mắt hắn trong trẻo như hồ thu, vừa sâu sắc lại vừa bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi lý do của đối phương. Mạo muội quấy rầy, thật sự có hơi đường đột, mong Lâm sư đệ thứ lỗi.
Tuy nhiên, Lâm sư đệ, người đã từ chối chiến thư của ta thì cũng nên cho ta một lý do. Lăng Yến nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhất, nhẹ nhàng nói. Không có lý do gì cả, không muốn đánh với ngươi mà thôi. Lâm Nhất khẽ đáp, trong lời nói của hắn không nhìn ra một chút cảm xúc nào khác. Được thôi, Lăng Mỗ làm việc cũng không thích hỏi nguyên do. Ta thật sự muốn có một suất tiến vào mật cảnh Ma Liên, tuy nhiên, ta lại không muốn người khác nói quảng nói xiên sau lưng mình. Hôm nay e là phải khiến Lâm sư đệ chịu uất ức rồi, người chắc chắn sẽ bại dưới kiếm của ta. Vẻ mặt Lăng Yến cực kỳ ngạo mạn, hắn ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Vừa dứt lời, kiếm thế tích tụ đã lâu thoáng cái bùng nổ, một luồng kiếm quang bắn ra, hệt như mặt nước bị chấn động tạo thành vô số gợn sóng, lẳng lặng quét về phía Lâm Nhất. Vèo! Lâm Nhất đứng dậy, thoát cái đã lùi ra xa hơn 10 bước. Cây cổ thụ ở vị trí hắn vừa đứng phát ra một tiếng rắc, kế đó gãy làm hai đoạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với đó, thân cây nặng nề ngã xuống. Vị trí vết cắt trên thân cổ thụ bóng loáng như mặt gương. Một kiếm này khiến quần chúng vây xem kinh hãi không thôi. Nếu Lâm Nhất chậm chân, e là đã bị cắt thành hai đoạn như cây cổ thụ kia. Chương 1042. Có thể nhẹ nhàng né tránh Thủy Vân Trảm của ta như thế, quả không hổ là nhân tài mới nổi tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Tần. May mà ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu không, e là không có tự tin nắm chắc phần thắng. Ánh mắt Lăng Yến vô cùng nóng bỏng, chiến ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Thú vị thật, xem ra chuyến đi này không uổng phí. Đánh bại đối thủ có thực lực như thế mới có thể chứng minh Lăng Yến ta có đủ tư cách tiến vào mật cảnh. Tiếp thêm một kiếm của ta. Sau một tiếng quát lạnh, Lăng Yến lắc mình, đâm một kiếm về phía Lâm Nhất. Hắn ta vừa di chuyển, chân nguyên bên trong 8 sợi huyền mạnh lập tức bùng nổ, ngưng tụ trên thân kiếm, hóa thành một tiếng kiếm ngâm thông thấu vô ngần, rồi bất giác, kiếm âm như sấm rền. Kỹ xảo kiếm đạo tinh diệu bực này quả thật khiến người ta vừa bất ngờ vừa hâm mộ không thôi. Diệu! Lợi hại thật, nếu không tinh mắt nhìn thấy, chắc ta đã cho rằng kiếm âm kia là tiếng sấm. Dùng chân nguyên ngưng tụ thành tiếng sấm, nhập vào thân kiếm, một kiếm này quả thực vô cùng huyền diệu. E là khí thế của Lâm Nhất sẽ hoàn toàn bị áp chế bởi một kiếm này. Các đệ tử đang quan sát trận đấu không khỏi phát ra âm thanh cảm thán. Lần này xem như được mãn nhãn. Khóe miệng Lăng Yến nhếch lên, ánh mắt lộ rõ sự đắc ý. Kiếm trong tay hắn ta phát ra âm thanh như điện xẹt, mắt thấy muốn nuốt chửng Lâm Nhất. Lâm Nhất nhíu mày, hắn có ý muốn đánh trả, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đã đồng ý với sư tỷ. Hắn thầm thở dài một tiếng, sau đó lẳng lặng vận dụng thất huyền bộ viên mãn đỉnh phong, hai tay mở rộng ra, thoáng lay động, sau đó tránh đi một chiêu này. Tuy nhiên, nói gì đi nữa thì Lăng Yến cũng là tồn tại đứng thứ 9 bảng địa, Lâm Nhất có thể tránh được kiếm quang của hắn ta, nhưng lại bị kiếm thế tán loạn rạch chúng người. Đáng tiếc là một ít kiếm thế cắt lên long tượng chiến thể tầng 4 yếu ớt đến mức không tính là vết thương ngoài da. Trốn, trốn rồi à? Lăng Yến cười lạnh, trường kiếm trong tay tựa như một con rắn sét quất thẳng xuống. Lại một tiếng sấm rền vang, kiếm âm như sấm, so với một kiếm trước đó. Càng có nhiều tia sét hơn. Thịch thịch, chẳng mấy chốc, trước ánh mắt của rất nhiều đệ tử, trong nội viện không tính là lớn, Lăng Yến đã đánh ra hơn 10 kiếm. Kiếm sau càng hung ác hơn kiếm trước, chân nguyên trong cơ thể hắn ta bùng nổ, khiến kiếm thế mênh mông càng thêm cuồng nộ. Mọi người không rõ tình huống, ai cũng tỏ vẻ nghi hoặc, dường như Lâm Nhất chỉ là kẻ có tiếng mà không có miếng mà thôi. Đối mặt với thế công như vũ bão của sư huynh Lăng Yến, ngay cả việc rút kiếm đối với hắn cũng là khó khăn. Suy cho cùng thì tu vi kém một bậc, thực lực cũng sẽ có chênh lột, quả thật sư huynh Lăng Yến mạnh hơn hẳn. Chương 1043. Nhưng không thể nói rằng Lâm Nhất có tiếng mà không có miếng được. Ít nhất thì ta và ngươi cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được 3 chiêu của sư huynh Lăng Yến, nhưng ngươi nhìn đi, tuy rằng Lâm Nhất đang ở thể hạ phong, nhưng hắn đã tránh được hơn 10 chiêu. Như vậy đã xem như mạnh lắm rồi. Tuy là nói như thế, nhưng trận quyết đấu phấn khích như trong tưởng tượng đã không xuất hiện, thật là tiếc mà. Dù gì thì sư đệ Lâm Nhất cũng còn trẻ, cho hắn chút thời gian đi. Không ít người lộ vẻ thất vọng, âm thầm lắc đầu. Nhưng bỗng nhiên,
tiếng kinh hô liên tiếng vang lên, có rất nhiều người vô thức hít một ngụm khí lạnh, cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Ở trong sân, Lăng Yến đánh ra một kiếm, kiếm này bao hàm tất cả những kiếm thế trước đó, thiếu chút nữa đã cắt ngang người Lâm Nhất. Lâm Nhất lắc người né tránh, tuy là thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng một vài tia kiếm thế tán loạn đã để lại một vết thương trên mặt hắn. Lâm Nhất đứng đưa lưng về phía Lăng Yến, đưa tay sờ lên vết thương trên mặt mình. Nhìn thấy máu tươi, hắn thoáng cau mày. Cảm nhận được cảm xúc của Lâm Nhất dao động, Lăng Yến híp mắt lại, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Lôi Vân Phá! Hắn ta điên cuồng quát lên một tiếng, giẫm mạnh xuống đất lấy đà bay vọt lên, ngay lập tức, một tiếng sấm rền vang, cùng với đó là kiếm thế mênh mông hệt như một con rắn sét dài mảnh lao đến, ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Nhất. Kiếm thế cuồng bạo răng kín bầu trời, từng tia bện vào nhau với tốc độ cực nhanh, ngăn chặn tất cả đường lui của Lâm Nhất. Lăng Yến lơ lửng giữa không trung, cười khẩy một tiếng, chế nhạo, ra tay đi chứ, nếu ngươi không xuất kiếm, ta có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói gì đi nữa thì ta cũng phải cho ngươi một cơ hội, nếu không, chuyện này truyền ra ngoài thì đối với ngươi cũng không mấy gì tốt đâu. Hắn ta cực kỳ có lòng tin vào một kiếm này, bất kể Lâm Nhất có rút kiếm hay không chắc chắn cũng phải thua. Như ngươi mong muốn, Lâm Nhất đưa lưng về phía Lăng Yến, khế phất tay, kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm bay vọt ra. Khoảnh khắc năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt Lâm Nhất đột nhiên thay đổi. Kiếm ý bán bộ tiên thiên thoáng chốc bạo phát. Những chiếc lá khô rơi lả tả trên mặt đất bỗng nhiên bay vọt lên không, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, không ngừng rít gào. Cuồng phong càn quét khắp bốn phía, cuốn bay những chiếc lá khô, giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Lâm Nhất xoay người rút kiếm ra. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin được. Thủy Nguyệt kiếm pháp, ánh sáng hạo nguyệt. Một luồng kiếm quang không có ngôn ngữ nào hình dung được toát ra từ trên người Lâm Nhất, cứ như ánh trăng trên bầu trời rơi xuống người hắn. Lại như hắn mới chính là vầng trăng sáng, cháy hết mình vào thời khắc này, chiếu sáng non sông vạn dặm. Tất cả thu vào một kiếm này. Phút, chương 1044. Đối mặt với ánh trăng sáng người kia, kiếm thế đáng sợ của Lăng Yến chẳng khác nào ánh sáng của loài đom đóm bé nhỏ. Có tránh như thế nào cũng không tránh thoát được, nhanh chóng bị dập tắt, nghiền ép và chấn vỡ. Kiếm trong tay hắn ta bị đánh bay ra ngoài, cắm thẳng vào tường đá trong sân. Cả người thì bị kiếm quang xuyên thủng, đẩy lui hơn 100 mét, vùng ngực xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm đấm, máu tuôn ra như suối. Lúc này, Lăng Yến quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy vết thương, không cách nào đứng dậy nổi. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, ngước nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt hoảng sợ cực độ. Lâm Nhất thu kiếm vào bao, thản nhiên nói, không xuất kiếm là vì không muốn thắng ngươi, không cần ngươi cho ta cơ hội. Lăng Yến đứng sững, có cảm giác trong lòng mình là một trời mưa bão. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cho hắn ta có cơ hội phản kháng. Đáng thương cho hắn ta, vậy mà còn đắc chí, cứ tưởng rằng đối phương không thể rút kiếm được là bởi vì bị tu vi của mình áp chế. Có ai ngờ, sự thật lại tàn khốc như thế. Đơn giản chỉ là, ta không muốn thắng ngươi mà thôi. Tất cả những đệ tử đứng bên ngoài quan sát trận chiến đều há hốc mồm kinh ngạc, mắt bọn họ dại ra, tim đập thình thịch, không có lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của bọn họ lúc này. Một thoáng trầm mặc, chỉ có âm thanh lá rụng rì rào như gió tuyết. Mãi một lúc lâu sau, đám người mới sực tỉnh, dùng ánh mắt kính nể nhìn Lâm Nhất. Thật là đáng sợ, uy lực của một kiếm lại khủng bố đến mức này. Hình như đây là sát chiêu ánh sáng hạo nguyệt của Thủy Nguyệt kiếm pháp. Ta đã từng nhìn thấy có người thi triển nó, nhưng không thể nào so sánh với sư đệ Lâm Nhất được, quả thật là cách biệt một trời. Sư huynh Lăng Yến đánh ra hơn 10 kiếm, nhưng không cách nào làm sư đệ Lâm Nhất bị thương, trái lại, một kiếm của sư đệ Lâm Nhất lại khiến sư huynh Lăng Yến phải quỳ xuống đất, không gượng dậy được. Việc này. Những kẻ nổi danh chẳng có ai là yếu cả, sư đệ Lâm Nhất tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Tần. Quả thực có điểm độc nhất vô nhị. Chúng ta đã nhìn lầm rồi. Mọi người thở dài tiếc nuối, không ai ngờ sau khi Lâm Nhất xuất kiếm, trận chiến này lại chấm dứt nhanh như vậy. Vèo vèo vèo. Vài bóng người mang theo sát ý lạnh lẽo bay vọt đến với tốc độ nhanh như tia chớp. Chính là mấy người Hân Nghiên vốn đang bế quan vì chuyến đi mật cảnh Ma Liên lần này. Vừa nhận được tin, bọn họ đùng đùng tức giận,
lập tức xuất quan chạy đến đây. Nhưng khi nhìn thấy kết cục thê thảm của Lăng Yến trong sân, sắc mặt cả đám thoáng chốc thay đổi. Đã có chuyện gì xảy ra? Hân Nhiên thu lại sát ý trên người mình, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Những người khác còn chưa kịp trả lời thì giữa không trung đột nhiên có vài bóng người hạ xuống. Đó là Mai Hộ Pháp và 7 vị trưởng lão của Chấp Kiếm Đường. Chương 1045. Thoáng chốc, trong sân nhỏ vô cùng náo nhiệt. Bái kiến Mai Hộ Pháp, bái kiến 7 vị trưởng lão Chấp Kiếm. Dù là đệ tử đang theo dõi cuộc chiến xung quanh hay người của Lạc Già Sơn nhìn thấy đội hình thế này cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Không ngờ Hộ Pháp Đại Nhân và 7 vị trưởng lão Chấp Kiếm lại đồng thời xuất hiện vì một trận tỉ thí. Sau cảm giác ngạc nhiên, mọi người vội vàng chắp tay cúi đầu hành lễ. Mai Hộ Pháp khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhất, sau đó nhìn Lăng Yến đang khó khăn ngồi dậy dưới đất. Trước ngực Lăng Yến có lỗ thủng lớn chừng nắm đấm vẫn còn kiếm ý quẩn quanh, dù hắn ta vận chuyển chân nguyên thế nào cũng không thể xua tan kiếm ý kia đi được. Kiếm ý hỗn loạn như một cây đinh cắm lên ngực, chẳng những khiến hắn ta không thể đứng dậy mà cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Mai Hộ Pháp nhíu mày vùng ống tay áo, một tia hào quang ngưng tụ từ chân nguyên bay vào trong người Lăng Yến. Phù! Kiếm ý lập tức biến mất, Lăng Yến thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên nói, đa tạ Hộ Pháp Đại Nhân ra tay. Nhưng nghĩ đến điều gì, trên mặt hắn ta thoáng lộ vẻ xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Lăng Yến, tông môn đã quyết định cho ngươi một vị trí, vì sao còn muốn đến gây chuyện với Lâm Nhất? Chỉ với việc quấy rối đệ tử nội môn tu luyện đã đủ trừng phạt người rồi. Mai Hộ Pháp nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng chứa đựng vô vàn uy nghiêm, khiến Lăng Yến cực kỳ áp lực. Đệ tử không cần vị trí này nữa, xin tông môn trừng phạt. Hắn ta thua dưới tay Lâm Nhất chỉ bằng một kiếm, làm gì còn mặt mũi nhận vị trí này nữa. Trước đó hắn ta là người hùng hổ đến đây gây chuyện, giờ đây lại gặp phải kết cục thế này, thật sự vô cùng nhục nhã, lúc này Lăng Yến chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây thôi. Dẫn hắn xuống. Mai Hộ Pháp cũng không nhiều lời với hắn ta, ông ấy phất tay, ra lệnh cho trưởng lão Chấp Pháp dẫn hắn ta rời đi. Lần này bọn họ đến đây cũng không phải vì Lăng Yến. Mai Hộ Pháp lại nhìn về phía Lâm Nhất, trên mặt chứa ý cười nhẹ nhàng, ông ấy nhẹ giọng nói. Nếu Lăng Yến đã tự nguyện rút lui, vậy vị trí cuối cùng trong lần đi mật cảnh Ma Liên này, bản Hộ Pháp vẫn sẽ giao cho ngươi. Lâm Nhất, ngươi có sẵn lòng đại diện Lăng Tiêu Kiếm Các tiến vào mật cảnh Ma Liên để dốc sức vì tông môn không? Trong mật cảnh Ma Liên, trừ yêu đan Ma Liên còn có rất nhiều địa bảo thiên tài, thậm chí là công pháp truyền thừa hiếm thấy. Tùy tiện mang mấy thứ ra ngoài cũng có thể giúp căn cơ của tông môn vững chắc hơn, đương nhiên Kiếm Các cũng rất xem trọng mật cảnh này. Lâm Nhất không đáp ngay mà nghiêng đầu nhìn về phía Hân Nhiên sư tỷ, thấy cô gật đầu một cái. Đệ tử Lâm Nhất nhất định sẽ không khiến Kiếm Các mất mặt. Chương 1046. Lâm Nhất chắp tay hành lễ, nghiêm túc hô to. Mai Hộ Pháp nhìn một vòng xung quanh, sau đó cười khẽ, các trưởng lão Chấp Kiếm có ý kiến gì không? Xin nghe theo lệnh của Hộ Pháp. Chuyện này cứ quyết định như thế đi, đừng ai có ý kiến gì khác nữa. Vụt. Mai Hộ Pháp và 7 trưởng lão Chấp Kiếm đến đi vội vàng, thoáng chốc lại biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, e rằng Mai Hộ Pháp này đã chú ý tới hành động của Lăng Yến từ lâu rồi. Chỉ không biết vì sao ông ấy lại không ngăn cản. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, ông ấy là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp, trong Kiếm Các không có chuyện gì có thể qua mắt ông ấy cả. Các ngươi còn muốn ở đây bao lâu nữa? Nơi này là Lạc Già Sơn của ta. Hân Nhiên lạnh lùng đảo mắt nhìn mấy đệ tử tông môn đến để hóng hớt trước mặt. Những người này sợ hãi dùng mình, vội vàng xin lỗi rồi giải tán. Sau đó có đệ tử của Lạc Già Sơn tiến lên nhỏ giọng nói mấy câu với Hân Nhiên, kể sơ qua chuyện trước đó. Khi nói đến Lâm Nhất đâm xuyên qua kiếm thế của Lăng Yến chỉ với một chiêu kiếm, trong mắt mấy người Đường Thông và Đinh Nham ở bên cạnh cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Dù biết thực lực của Lâm Nhất rất kinh khủng, chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng thật sự không ngờ hắn có thể đánh bại Lăng Yến chỉ với một chiêu. Ta muốn nói chuyện với tiểu sư đệ mấy câu, các ngươi đi làm việc đi. Sắc mặt Hân Nhiên không hề thay đổi, cô khẽ ra lệnh. Vậy chúng ta xin cáo lui. Mọi người cũng không ở lại thêm,
lập tức xoay người rời đi, chẳng mấy chốc, trong tiểu viện đổ nát cũng chỉ còn lại hai người Lâm Nhất và Hân Nghiên. Bầu không khí hơi kỳ lạ, Lâm Nhất tỏ vẻ thấp thỏm, dù sao hắn cũng đã đồng ý với Hân Nghiên sư tỷ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được ra chiêu. Sư tỷ, đừng nói gì cả. Lâm Nhất vừa định lên tiếng thì Hân Nghiên chợt đi tới, giơ một ngón tay chạm vào vết thương trên gò má của hắn, một cảm giác dịu dàng mềm mại lướt qua, vết thương hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ngay cả vết sẹo cũng không còn. Đây là võ hồn của Hân Nghiên, năng lực của Thái Âm Chi Thủy. Nếu mặt có sẹo thì sau này khó tìm ý chung nhân lắm. Nhìn thấy vết thương trên mặt Lâm Nhất đã hồi phục, Hân Nghiên nở nụ cười, thấy thế, Lâm Nhất cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bầu không khí mới dễ thở hơn một tí thì Hân Nghiên chợt nghiệm mặt nói, người đúng là, một kiếm đã có thể đánh bại hắn sao lại không đánh trả, nếu thật sự bị thương thì phải làm sao? Vì ta đã hứa với sư tỷ rồi. Chương 1047. Ngu ngốc, hứa với ta rồi thì sao, có hứa rồi cũng không thể cho người ta cưỡi lên đầu được. Hừ, nếu không vì nể mặt Lăng Yến kia đã quá thê thảm thì ta đã dạy dỗ hắn một trận rồi. Hân Nghiên gõ nhẹ lên đầu Lâm Nhất, trên mặt thoáng lộ vẻ phẫn nộ, nhớ tới hành động của Lăng Yến, cô vẫn khó mà nguôi đi cơn giận. Nhưng nghĩ đến sư đệ ngu ngốc này của mình lại không khỏi bật cười. Lâm Nhất cũng cười một tiếng, không tiếp lời cô. Nếu sư tỷ đã gõ đầu hắn thì chắc chắn là sẽ không tức giận, cho nên không có gì phải lo lắng nữa. E rằng thực lực của ngươi bây giờ không thua kém gì ta, suýt đã hại ngươi không thể đi mật cảnh Ma Liên. Cũng may Mai Hộ Pháp trả vị trí lại cho ngươi, có 7 vị trưởng lão chấp kiếm đồng ý, có lẽ không ai có ý kiến nữa đâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như hoa hồng của Hân Nghiên thoáng hiện lên ý cười, cô đảo mắt, cười nói, nếu ngươi thật sự không thể đến mật cảnh Ma Liên thì ngươi có hận ta không? Không. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, dù gì cũng phải nghe lời sư tỷ chứ. Nhưng sư tỷ sẽ hận mình. Đi, tỷ dẫn ngươi đến một nơi. Hân Nghiên híp mắt lại. Cười vô cùng vui vẻ, kéo tay Lâm Nhất chạy về phía trước. Lúc đầu, chỗ bọn họ đi qua còn tạm được, chỉ hơi vắng vẻ mà thôi. Mùa thu, lá cây trên những cây to hai bên con đường nhỏ yên tĩnh hơi nhuốm vàng, gió thổi xào xạc. Nhưng càng đi, xung quanh càng trở nên hoang vu. Cuối cùng, thứ đập vào mắt là những phiến đá san sát, không có cỏ cây, trông như không có một vật sống nào cả. Chẳng những thế, thậm chí cả linh khí tràn ngập trong không khí cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Với bảo địa phong thủy mà Lăng Tiêu Kiếm Các chiếm giữ, việc vẫn có một vùng đất hoang vu như thế thật sự khiến người khác rất bất ngờ. Lúc Lâm Nhất còn đang thấy khó hiểu, một ngôi mộ lẻ loi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên bia mộ có khắc mộ của tướng quân Giả Vũ Hàn Đại Tần Đế Quốc với nét chữ cứng cáp. Đây là mộ của phụ thân ta. Trong mắt Hân Nghiên hiện lên vẻ dịu dàng, cô cười nói, khi ta gặp chuyện vui vẻ hay không vui đều sẽ đến nơi này, kể cho phụ thân nghe. Nhưng hình như người trên mộ này họ Dạ, Lâm Nhất khó hiểu nói. Không có gì lạ cả, trước kia ta cũng mang họ Dạ, bây giờ chỉ là một người không có họ thôi. Nhắc tới chuyện này, trong mắt Hân Nghiên không có chút cảm xúc, tựa như chỉ đang giải thích một chuyện rất bình thường. Người không có họ. Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó hiểu ra, hình như trên đời thật sự không có họ Hân. Vậy sư tỷ vốn tên là Dạ Hân Nghiên, một cái họ hay như thế, tại sao không dưng lại bỏ đi? Chương 1048. Theo hắn biết, đây là một cách trừng phạt nào đó sau khi phạm phải tội ác tày trời. Lâm Nhất chợt thấy hơi ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hân Nghiên sư tỷ trên mặt luôn mang nụ cười dịu dàng, xinh đẹp như hoa. Dáng người huyền chuyển lại có một quá khứ như thế. Nhưng không sao, cuối năm nếu đại ca giành được vị trí đầu của Long Môn tranh tài, huynh ấy sẽ có thể yêu cầu thánh sứ lấy lại họ. Sau khi nói xong, Hân Nghiên cười dịu dàng nhìn về phía mộ, phụ thân, lúc bé người thương con và tam đệ nhất, nhưng tam đệ lại mất sớm. Con vẫn còn chưa chơi được nhiều với đệ ấy thì đệ ấy đã mất. Nhưng hôm nay Nghiên Nhi rất vui, Nghiên Nhi lại có thêm một đệ đệ rồi. Có điều đệ đệ này hơi ngốc, một câu nói của nữ nhi đã suýt hại đệ ấy bị thương. Đệ ấy còn ngốc hơn cả tam đệ, rõ ràng con bảo đệ ấy đi trước, rõ ràng đã bảo đệ ấy đi trước rồi. Giọng nói của Hân Nghiên chợt trở nên hơi nghẹn ngào,
đôi mắt xinh đẹp ươn ướt khiến người ta vô cùng đau lòng. Hân Nghiên dụi mắt, nhìn về phía Lâm Nhất cười nói, tiểu sư đệ, đệ sẽ không trách ta đường đột chứ, còn chưa được đệ đồng ý đã nhận đệ làm đệ đệ rồi. Không đâu, chỉ cần Hân Nghiên tỷ vui là được. Lâm Nhất nhẹ giọng nói. Dứt lời, hắn tiến lên đặt một vò hầu nhi tử ở trước mộ, trầm giọng nói, tuy con chưa từng gặp bá phụ, nhưng xin bá phụ yên tâm, bây giờ Hân Nghiên tỷ ở Lăng Tiêu kiếm các rất tốt, đệ tử của Lạc Già Sơn đều thích và tôn trọng tỷ ấy. Sau này, tỷ ấy vẫn sẽ sống tốt như thế. Tiểu sư đệ, đứng dậy đi, chúng ta về thôi. Hân Nghiên híp mắt cười khẽ, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười sưởi ấm lòng người. Vụt! Hai người đi chưa bao lâu, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mộ trong núi hoang. Hân Tuyệt nhìn bóng lưng của hai người, hơi nhếch môi nở nụ cười. Y còn tưởng nha đầu ngốc này lại định khóc sướt mướt rồi chú. Thời gian dần trôi, vì chuyện mật cảnh Ma Liên sắp mở nên các tông môn lớn của Đại Tần Đế Quốc đều bắt đầu hành động. Trong điện chính của Hỗn Nguyên Môn, phó môn chủ Tiêu Lãnh Nhai của Hỗn Nguyên Môn ngồi trên vị trí đầu, chau mày suy tư một lúc lâu mới nói, Văn trưởng lão, ông chắc chắn trong 10 vị trí của Lăng Tiêu kiếm các có Lâm Nhất sao? Vô cùng chắc chắn. Văn Ngạn bác nặng nề đáp, nét mặt tái nhợt, ông ta lạnh lùng nói tiếp, chuyện lớn như thế, ta có thể truyền tin giả sao? Sau khi đánh lén Lâm Nhất thất bại, ông ta trúng một chưởng của Lạc Phong trưởng lão, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lăng Tiêu kiếm các này đúng là điên rồi, lại đi đưa nhân tài mới xuất hiện có tương lai nhất của tông môn vào mật cảnh Ma Liên. Hơn nữa, dù tiểu tử này có yêu nghiệt đến mức nào cũng chỉ có cảnh giới huyền võ tầng 7 thôi đúng không? Chương 1049. Hừ, tu vi như thế đi vào mật cảnh Ma Liên chắc chắn chỉ có một con đường chết, nơi đó cũng không thể thi triển uy lực của bảo khí. Nhưng nếu hắn có thể sống sót ra ngoài thì sao? Mấy trưởng lão trong điện chính hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt bọn họ đều trở nên nặng nề. Sắc mặt Tiêu Lãnh Nhai không thay đổi, nhưng ánh mắt của ông ta lại trở nên lạnh lẽo, ông ta nhìn Văn Ngạn bác, Văn trưởng lão sắp xếp lại vị trí, nếu có cơ hội thì giết chết người này trong mật cảnh luôn, tránh để lại tai họa. Tuân lệnh, Văn Ngạn bác nở nụ cười lạnh lùng, vui vẻ nhận lệnh. Cùng lúc đó, khi Huyền Thiên Tông biết được tin này, vị trí của bọn họ cũng xảy ra chút thay đổi. Có điều mục đích chủ yếu của các tông môn lớn vẫn là bảo vật trong mật cảnh Ma Liên và Yêu Đan Ma Liên. Đối với các tông môn, đây là vùng đất kỳ ngộ 20 năm mới có một lần, đương nhiên phải lợi dụng cơ hội này nâng cao căn cơ của tông môn. 10 ngày sau, 10 người vào mật cảnh Ma Liên của kiếm các đồng thời đi tới quảng trường Lăng Tiêu. Ngoài mấy người Đường Thông, Đinh Nham, Vương Tranh và Hân Nghiên còn có 4 người Lâm Nhất không quen. Nhưng hơi thở trên người bọn họ đều rất nồng đậm, đều là cao thủ bảng địa. Sau khi giới thiệu, 10 người mới tạm xem như quen nhau. Lâm Nhất đếm sơ qua, cộng cả mình thì có 9 người, vẫn còn một người chưa đến. Một lát sau, có 2 người chậm rãi sóng vai đi tới quảng trường. Từ xa Lâm Nhất đã nhận ra một người trong đó là Hân Tuyệt sư huynh. Người bên cạnh y mặc trường sam màu trắng, khí thế bất phàm. Dù đi cùng Hân Tuyệt nhưng hắn ta cũng không hoàn toàn lép vế, khiến Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên. E rằng thanh niên áo trắng này không đơn giản. Đó là Trần Huyền Quân, đệ tử Bảng Thiên, tu vi huyền võ tầng 9, thực lực rất đáng sợ, đứng thứ 10. Đường Thông ở bên cạnh giới thiệu cho Lâm Nhất, hắn ta vào tông môn đã lâu, trong kiếm các gần như không có người hắn ta không biết. Lâm Nhất ra vẻ đăm chiêu, Lăng Tiêu kiếm các chỉ có 10 đệ tử Bảng Thiên. Hơn nữa mãi mãi sẽ chỉ có 10 người. Những người trong Bảng Thiên đều có năng lực có 102, địa vị cao quý, còn có địa vị hơn những trưởng lão bình thường rất nhiều. Tông môn hoàn toàn không keo kiệt tài nguyên với bọn họ, có thể nói là nòng cốt tương lai của kiếm các. Thật ra ở các tông môn khác, đệ tử Bảng Thiên giống mấy người Hân Tuyệt sẽ được gọi là đệ tử cốt cán. Chương 1050. Đợi khi hai người đến gần, mấy người Lâm Nhất chắp tay hành lễ, bái kiến hai vị sư huynh. Hân Tuyệt và Trần Huyền Quân cũng không làm ra vẻ gì, đều cười khẽ gật đầu chào mọi người. Trần sư đệ, lần này không thể theo cùng, vào mật cảnh Ma Liên vẫn phải nhờ đệ chăm sóc mấy sư đệ sư muội, trong đó sợ rằng sẽ rất vất vả. Hân Tuyệt vỗ vai Trần Huyền Quân, nhẹ giọng nói.
y chắc chắn không thể đi vào mật cảnh Ma Liên được. Thứ nhất, yêu đan Ma Liên gần như không có tác dụng với y, thứ hai tông môn cũng sẽ không để y đi mạo hiểm. Tu vi của y là huyền võ tầng 10, cuối năm còn phải giành vị trí đầu ở Long Môn tranh tài. Không thể nói là vất vả được, đây cũng là một cơ hội với ta. Trong mắt Trần Huyền Quân có ánh sáng lóe lên, hắn ta trầm giọng đáp. Tu vi của hắn ta dừng lại ở huyền võ tầng 9 nhiều năm, mãi không thể đột phá. Sau khi biết việc kiếm các sẽ cho hắn ta vào mật cảnh Ma Liên, hắn ta lập tức không chút do dự đồng ý. Dù biết rõ có thể sẽ chết ở trong đó, nhưng hắn ta vẫn sẵn lòng mạo hiểm. Mấy người thoải mái trò chuyện một lúc để làm quen với nhau, ai cũng vừa mong đợi vừa thấp thỏm về mật cảnh Ma Liên bí ẩn kia. Không lâu sau đó, mười mấy trưởng lão cùng nhau đi về phía mọi người. Sắc mặt của Lạc Phong dẫn đầu nhóm trưởng lão rất nặng nề. Ông ta đưa mắt nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ phải đi tới mật cảnh Ma Liên, hôm nay gọi mọi người đến là có một số việc muốn dặn dò. Mật cảnh Ma Liên 20 năm mở ra một lần, ngoài yêu đan Ma Liên, trong đó còn có rất nhiều dị bảo, chẳng những có địa bảo thiên tài còn có rất nhiều võ học thượng cổ giải rác. Nếu có cơ hội thì cố gắng mang về cho tông môn nhiều một chút. Những võ học không hoàn chỉnh này không có tác dụng nhiều với các ngươi, nhưng lại là bảo vật vô giá với tông môn. Ông ta nói không sai, võ học không hoàn chỉnh gần như không thể tu luyện. Nhưng tông môn có thể để trưởng lão Thái Thượng nghiên cứu ra chỗ diệu dụng trong đó. Bỏ ra mười mấy năm, nói không chừng sẽ nghiên cứu ra một công pháp huyền cấp bản hoàn chỉnh cho tông môn, thậm chí còn có thể là linh cấp. Vô hình chung có thể giúp tông môn phát triển căn cơ. Ngoài ra còn có những bảo khí không hoàn chỉnh, đệ tử hoàn toàn không thể phục hồi được, nhưng tông môn thì có cách. Có rất nhiều những thứ như thế. Nhưng những thứ này đều không quan trọng bằng mạng sống của các ngươi, tỷ lệ tử vong trong mật cảnh Ma Liên rất cao, mỗi lần mở gần như đều có tin tông môn nào đó chết hết toàn quân. Sự nguy hiểm của mật cảnh đó không thể nào diễn tả bằng lời, còn đáng sợ hơn bất cứ nơi nào các ngươi từng đến rất nhiều. Cho dù ra sao, ta cũng hy vọng các ngươi có thể sống sót trở ra. Nói đến đây, nét mặt Lạc Phong trưởng lão rất nặng nề, ông ta vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh một lần nữa, còn sống là quan trọng nhất. Nhớ rồi à? Mọi người đều cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Lạc Phong, nét mặt đều trở nên hơi căng thẳng. Chương 1051. Khi sắp phải xuất phát, đội ngũ đông đúc khiến Lâm Nhất cũng thấy rung động. Đội ngũ hộ tống lần này có tổng cộng 18 trưởng lão của trưởng lão điện, đều có tu vi cảnh giới tử phủ, 40 chấp sự của các điện, tu vi đều là bán bộ tử phủ. Ngoài ra còn có Hân Tuyệt dẫn theo 100 tinh anh bảng địa, vào thời khắc mấu chốt, những đệ tử bảng địa này có thể làm thành kiếm trận tử dương. Một khi tạo thành kiếm trận, dù là cao thủ trong cảnh giới tử phủ cũng phải tránh né. Ngoài ra, rất nhiều chuyện vụn vặt cũng không thể để trưởng lão làm. Nếu gặp những yêu thú không mạnh thì cũng tiện thể để những đệ tử bảng địa này lịch luyện luôn. Điều khiến Lâm Nhất ngạc nhiên hơn là cuối cùng còn có một trưởng lão chấp kiếm áp trận. Lăng Tiêu kiếm các có tổng cộng 7 trưởng lão chấp kiếm, đều là cao thủ đáng sợ có cảnh giới tử phủ hậu kỳ. Nhìn khắp Đại Tần đế quốc, người nào cũng nằm trong tầng lớp đứng đầu, chính là nền tảng của tông môn. Nếu là trước đây, hoàn toàn không cần có trưởng lão chấp kiếm áp trận. Nhưng 2 tháng trước, việc Hỗn Nguyên môn âm thầm đánh lén khiến kiếm các phải phái trưởng lão chấp kiếm đi theo để cẩn thận hơn. Huống hồ trên đường đi cũng vô cùng nguy hiểm. Có trưởng lão chấp kiếm cũng có thể bớt chút phiền phức, giảm bớt thương vong không cần thiết. Sau khi xuất phát, trên không trung có kiếm điêu lượn vòng, dưới đất thì có một dòng người cuồn cuộn cưỡi yêu thú tuấn mã rời khỏi tông môn. Lâm Nhất nhìn kiếm điêu bay lượn trên không trung, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Số lượng kiếm điêu đột phá cảnh giới huyền võ của tông môn quá ít, chăm sóc cũng quá phiền phức, nếu không, tất cả bọn họ đều có thể ngồi kiếm điêu rồi. Nửa canh giờ sau, nhóm người đi tới ranh giới của Sơn Mạch Tịch Diệt, trong mắt Lâm Nhất thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Đây là muốn đi đâu vậy? Đường sư huynh, chẳng lẽ mật cảnh Ma Liên ở trong Sơn Mạch Tịch Diệt này sao? Lâm Nhất nghi ngờ hỏi. Đường Thông hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, Lâm sư đệ đúng là một người si mê võ nghệ, mấy hôm nay chắc đệ đều đang bế quan tu luyện đúng không? Mật cảnh Ma Liên đúng là ở cho Ninh Sơn Mạch Tịch Diệt.
nhưng nó nằm ở một nơi nguy hiểm được gọi là Hoang Nguyên Tịch Diệt ở trung tâm Sơn Mạch Tịch Diệt, nơi đó rất xa, gần như sắp đến biên giới của Đại Tần Đế Quốc. Lâm Nhất từng lịch luyện ở Sơn Mạch Tịch Diệt rất lâu, nhưng xa nhất cũng chỉ đi sâu vào, chưa từng đi tới vùng trung tâm. Nơi đó được gọi là cấm địa, Lâm Nhất có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong đó, còn có thể thấp thoáng cảm nhận được sự tồn tại của ma khí. Không ngờ rằng mật cảnh ma liên lại mở ra ở trung tâm của nơi này. Chương 1052 hay là đi đường vòng. Sơn Mạch Tịch Diệt có vô số yêu thú, nguy hiểm trùng trùng, nhưng những yêu thú này chưa từng gặp nhiều người như thế, chỉ 100 tinh anh bảng địa liên thủ đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Huống hồ còn có trưởng lão cảnh giới tử phủ và bán bộ tử phủ, gần như là hiên ngang tiến vào, không gì có thể ngăn cản. Lâm Nhất thấy thế thì không khỏi cảm thán, hắn ở trong Sơn Mạch Tịch Diệt này cũng xem như không có trở ngại, nhưng cũng không bá đạo được đến mức này. Khi đi sâu vào trong Sơn Mạch Tịch Diệt, tốc độ của đội ngũ mới dần chậm lại. Trên trời mây đen che phủ, điều kiện không tốt, kiếm điêu cũng không dám bay quá cao. Ở trong rừng núi, kiếm điêu di chuyển cũng không thuận lợi như yêu thú tuấn mã, cho nên tốc độ cũng chậm lại. Yêu thú đội ngũ gặp phải cũng càng đáng sợ hơn, trưởng lão cảnh giới tử phủ và chấp sự bán bộ tử phủ lần lượt bắt đầu ra tay. Lâm Nhất cũng xem như mở rộng tầm mắt, rất nhiều yêu thú cảnh giới tử phủ bình thường hắn còn chưa gặp đã phải tránh né cũng bị chết thảm dưới sự liên thủ của các trưởng lão tử phủ, tình cảnh có thể nói là chấn động lòng người. 7 ngày sau, đội ngũ khổng lồ lần đầu gặp phải khó khăn trong Sơn Mạch Tịch Diệt, một vài chấp sự bị trọng thương, suýt nữa đã có người chết. Sương mù bao phủ khu rừng âm u phía trước, ngăn cản bước tiến của mọi người. Trong sương mù có chứa độc tố cực kỳ đáng sợ, sâu bên trong còn có cuồng phong gào thét cùng tia sét chập chờn. Thỉnh thoảng, còn có tiếng dã thú gầm rú khiến lòng người kinh hãi và căng thẳng tột độ. Một vài trưởng lão liên thủ dò xét, nhưng không được bao lâu đã vội vàng rút lui trong cơn hoảng loạn. Nghe bọn họ thuật lại những gì mình gặp được, Lạc Phong nhíu mày, suối quẩy thật, e là gặp phải yêu thú vương giả cảnh giới tử phủ rồi. Hân Tuyệt do dự nói, hay là đi đường vòng. Nhìn phạm vi sương mù bao phủ, Lạc Phong lắc đầu nói, đường vòng thì phiền phức quá. Vừa dứt lời, ông ấy ngửa đầu nhìn lên trời, hướng về phía kiếm điêu đang lượn vòng giữa những ngọn cây. Hô to thỉnh trưởng lão trước quang ra tay. Không có tiếng đáp lại, dường như vị trưởng lão chấp kiếm kia không hề nghe thấy lời của Lạc Phong. Boang! Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc không biết phải làm sao, một tiếng kiếm ngâm vang vọng giữa trời đất, đinh tai nhức óc. Giữa không trung, một luồng kiếm quang trải rộng hệt như sấm sét, đánh thẳng vào màn sương xám xịt kia. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong làn sương độc, kế đó sấm chớp như lửa chớp tắt trong sương mù, vô số tia lửa điện hệt như những con rắn độc chạy tán loạn. Chương 1053 nơi này là Hoang Nguyên Tịch Diệt ư. Khí yêu sát khủng bố và đáng sợ phút chốc bạo phát, từng tiếng giống điên cuồng không ngừng vang lên, hướng về phía không trung. Trên ngọn cây vang lên tiếng hừ lạnh, lại có thêm 3 luồng kiếm quang rơi xuống, cái sau sáng chói hơn cái trước. Một kiếm cuối cùng chiếu sáng cả khu rừng tối tăm u ám, khiến người ta có cảm giác lóa mắt, không dám nhìn thẳng. Phút chốc, khói độc tan thành mây khói, máu tươi bắn tung tóe. Mấy người Lâm Nhất đứng phía sau nhìn thấy bóng dáng một con yêu thú hoảng sợ chạy thục mạng. Bị đánh thê thảm như thế, nó cũng không dám tiếp tục cản đường nữa. Kiếm Tiêu Vân. Lâm Nhất ngước nhìn lên trên, xuyên qua vô số tán lá. Trong mắt hắn lóe lên tia rung động. Những người khác cũng giống như hắn, ánh mắt đều hướng về bóng người mờ ảo phía trên kiếm điêu. Ánh mắt bọn họ tràn đầy khâm phục cùng với một chút khao khát, ghen tị. Kiếm Tiêu Vân là bảo khí mà Lăng Tiêu Kiếm Các phải bỏ ra mấy trăm năm mới rèn đúc được. Tổng cộng có 7 thanh, mỗi một thanh đều được khắc linh văn vô cùng huyền diệu. Uy lực của kiếm thật sự khó lường, thần bí mà dũng mãnh. Kiếm Tiêu Vân có tiếng tăm lừng lẫy trên khắp lãnh thổ Đại Tần, vừa nhắc đến đã khiến người nghe biến sắc, nó chính là mộng tưởng của rất nhiều kiếm khách. Hiện tại, Kiếm Tiêu Vân do 7 vị trưởng lão của chấp kiếm đường nắm giữ. Tiêu Vân xuất thế, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hôm nay may mắn được nhìn thấy,
quả thật là danh bất hư truyền. Lâm Nhất tự nhủ, với thực lực của hắn, e là chỉ một kiếm đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ, đến mức hài cốt cũng không còn. Tuy nhiên, nếu dùng thất huyền bộ viên mãn đỉnh phong thì hẳn là có một chút cơ hội tránh thoát được. Đương nhiên, kiếm này phải nằm trong tay cao thủ thì mới có thể phát huy được uy lực vốn có. Nếu đổi lại là người khác, sợ là không mạnh được như thế. Một ngày nào đó, kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm sau lưng hắn cũng sẽ có được uy lực như vậy. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia chờ mong, ta đã có táng hoa, không cần phải mong ước tiêu vân. Sau khi khói độc tan hết, hành trình phía trước không chút trở ngại. Vài ngày sau, bọn họ đã chính thức đặt chân lên vùng đất trung tâm của Sơn Mạch Tịch Diệt. Xuất hiện trong tầm mắt là một vùng hoang vắng bao la, rộng lớn, không có điểm dừng. Có lẽ bọn họ đã đến, hoang nguyên tịch diệt. Ngày thường, khu vực này là cấm địa, vốn có rất ít người lui tới, nhưng giờ đây lại khá là nhộn nhịp. Vừa đến hoang nguyên, bọn họ đã nhìn thấy có không ít người của các tông môn, tất cả đều hướng thẳng về phía trung tâm hoang nguyên, nơi mật cảnh Ma Liên xuất hiện. Nơi này là hoang nguyên tịch diệt ư? Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, trong tầm mắt hắn chỉ có hai màu đỏ và xám, màu xám của đất đá trên mặt đất, và màu đỏ của những đám mây máu hệt như những đốm lửa đang bùng cháy dữ dội trên bầu trời. Màu đỏ của trời và màu xám của đất giao hòa giữa một vùng hoang vu vô tận, khơi gợi khí phách và nhiệt huyết từ tận đáy lòng. Tuy rằng nơi đây có vẻ đáng sợ, nhưng một khi đặt chân lên mảnh đất tịch diệt này, không hiểu sao trong lòng lại trào dâng cảm giác hào hùng. Chương 1054 cũng miệng lưỡi lắm. Trong không khí tràn ngập nguyên tố thuộc tính hỏa, vô cùng nóng bỏng, dù có rung động như thế nào thì suy cho cùng, hoang nguyên tịch diệt vẫn là cấm địa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, dường như khiến biển lửa vô hình gợn sóng, người ở trong đó có cảm giác như đang ngâm mình trong vạc nước sôi, có vô số ngọn lửa vô hình không ngừng tràn vào cơ thể. Mọi lúc mọi nơi, bọn họ đều phải hết sức cẩn thận, liên tục vận dụng chân nguyên để bảo vệ cơ thể. Chỉ cần một chút lơ là ắt sẽ bị bỏng. Nghiêm trọng hơn nữa chính là bị đốt thành thây khô. Hoang nguyên mênh mông trải dài mấy vạn dặm, còn rộng lớn hơn một quận của Đại Tần Đế Quốc. Nghe đồn, ở thời thượng cổ, nơi đây có phong thủy cực tốt, linh khí dồi dào, tiên thảo linh dược đầy đất, và từng có một tông môn hùng mạnh tồn tại. Phóng mắt nhìn ra xa, ở nơi tận cùng, có thể thấy một vết nứt trên vòng trời. Nhìn xuyên qua vết nứt kia, có một đóa hoa sen màu đen vô cùng quái đản như ẩn như hiện. Ma Liên đã xuất hiện, có lẽ khoảng vài ngày nữa, mật cảnh sẽ chính thức mở ra. Thực lực của Lạc Phong trưởng lão mạnh hơn Lâm Nhất rất nhiều, ông ấy có thấy rõ đóa hoa sen màu đen đang trôi nổi bên trong khe nứt. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa lao nhanh đến, một đoàn quân toàn thân thiết giáp, cờ xí tung bay xuất hiện trong tầm mắt. Vó ngựa dẫm lên mặt đất khiến bụi bay mù mịt, đội quân kia nhanh chóng tiến đến gần bọn họ. Lâm Nhất có thể thấy rất rõ trên những lá cờ kia có thêu hai chữ cổ rất lớn, thần sách. Trong mắt các đệ tử kiếm các lóe lên tia kinh ngạc, trái lại, các vị trưởng lão và chấp sự có vẻ bình tĩnh hơn. Không bao lâu sau, chiến kỵ của thần sách doanh đã dừng lại trước mặt mọi người. Sau khi nhìn thấy Lạc Phong, người dẫn đầu đội ngũ liền xuống ngựa. Chắp tay nói, Lạc trưởng lão, đã lâu không gặp, xin quý tông hãy đưa danh sách cho ta. Lạc Phong bước lên, đưa cho đối phương một cuốn thẻ tre. Sau khi nhận lấy thẻ tre, người nọ điểm danh từng người một, rồi phát cho mỗi người một miếng ngọc giản. Ngọc giản mát lạnh, hai mặt trái phải đều có khắc linh văn, có thể cảm giác được nó là một loại chìa khóa. Lâm Nhất. Khi gọi đến tên Lâm Nhất, trong mắt người nọ lóe lên một tia khác thường, có lẽ người trong thần sách doanh cũng biết việc hắn và Liễu Nguyệt xảy ra mâu thuẫn trong phủ công chúa. Liễu tướng quân là một người ngay thẳng, sẽ không thiên vị vì tiểu bối xảy ra mâu thuẫn, ngài ấy cũng không rảnh ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nên có cử chỉ khách sáo với đại tiểu thư một chút thì tốt hơn. Người nọ nhìn về phía Lâm Nhất, trầm giọng nói, trong lời nói của hắn ta cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Lâm Nhất cất kỷ ngọc giản, thản nhiên nói, hình như đều là nàng ta không khách sáo với ta trước, tuy nhiên, các hạ yên tâm,
đại tiểu thư của các người không chọc ta thì ta cũng không rảnh rồi để tâm đến nàng ta. Cũng miệng lưỡi lắm. Có vẻ như người nọ khá là bận rộn nên cũng không có ý định giằng co với Lâm Nhất, sau khi nói xong câu đó, hắn ta liền dẫn người rời đi. Chương 1055 trước tiên tìm nơi đóng quân cái đã. Lạc trưởng lão, chúng ta muốn tiến vào mật cảnh Ma Liên phải có sự đồng ý của thần sách doanh ư. Hân Nhiên vuốt ve ngọc giản trong tay, tỏ vẻ nghi hoặc. Những người khác cũng cảm thấy thắc mắc, tò mò nhìn sang. Lạc Phong cười nói, trước kia, khi mật cảnh Ma Liên hiện thế, không có người trông coi nên đã để ma khí rò rỉ ra ngoài, khiến yêu thú trong sơn mạch tịch diệt bị ma hóa, gây ra bạo động, hình thành thú triều. Có thời điểm, ngay cả Hoàng Thành cũng bị thú triều công phá, gây ra tử thương vô số, tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Trong tình huống bất đắc dĩ, Hoàng Thất đành phải liên thủ với tứ đại tông môn, cùng ra sức phong ấn mật cảnh Ma Liên. Sau này, mỗi khi nó xuất hiện, chỉ cần tất cả các tông phái phái ra đệ tử tru sát một lượng yêu thú nhất định thì số lượng ma khí bị dò dỉ sẽ ít hơn rất nhiều. Dừng lại một chút, Lạc Phong trưởng lão khẽ thở dài rồi nói tiếp, dần ra, trận pháp hoàn toàn do đế quốc khống chế, tuy nhiên, với số lượng nhân thủ của thần sách doanh thì cũng giết không được bao nhiêu yêu thú, cho nên bọn họ mới phải mời đệ tử của các môn phái khác tiến vào đó, coi như đôi bên cùng có lợi. Ngọc giản mà bọn họ nhận được tương đương với chìa khóa thông qua trận pháp, nếu không có ngọc giản thì không cách nào tiến vào mật cảnh Ma Liên. Hóa ra đó lại là một câu chuyện dài. Tuy nhiên, nhắc đến ma khí, Lâm Nhất bỗng nghĩ đến một việc, không biết nó có giống với ma khí mà hắn đã từng đụng phải trong Thanh Dương giới hay không. Tử Diên kiếm thành dùng thân thể trấn áp ma hải, bây giờ ngẫm lại vẫn khiến hắn cảm thấy kinh sợ không thôi. Trước tiên tìm nơi đóng quân cái đã. Lạc Phong trưởng lão không nói quá nhiều, nhanh chóng dẫn mọi người chạy về phía khe nứt kia. Sau nửa ngày, rốt cuộc khe nứt trên vòm trời cũng hiện rõ trong tầm mắt mọi người. So với tưởng tượng thì nó tục tằng hơn rất nhiều, trên vòm trời màu máu tươi, khe nứt rách toạc ra hệt như một vết sẹo vừa xấu xí vừa dữ tợn trên một cái bướu thịt. Trong khe nứt, đóa sen đen như ẩn như hiện, thoạt nhìn có chút tĩnh mịch. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đóa sen đen kia vẫn khiến người ta có cảm giác quái dị, khó mà diễn tả được. Người của tất cả các tông môn đều tề tụ về đây, ngay dưới khe nứt này, bọn họ đóng quân khắp bốn phía, phóng mắt nhìn có thể thấy được không dưới vài ngàn người, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Ngoại trừ các tông môn của đế quốc Đại Tần, còn có một vài tông môn nằm rải rác ở khu vực biên giới, không thuộc sự quản chế của Đại Tần. Tông môn đóng quân ở gần Lăng Tiêu kiếm phái nhất chính là Ma Nguyệt Sơn Trang. Bọn họ đã đến đây trước một bước, Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, có không ít cao thủ, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tư Tuyết Y. Ngẫm lại thì cũng không có gì lạ, nếu nói lạ thì Lăng Tiêu kiếm các đưa một nhân tài mới xuất hiện như hắn đi theo mới là chuyện lạ. Nhìn bao quát thì chỉ riêng Đại Tần đế quốc đã có tầm vài chục tông môn. Thân là đệ tử của kiếm các, ngày thường, hầu như Lâm Nhất chỉ liên hệ và thảo luận với tứ đại tông môn, xa hơn nữa thì chỉ có Tần Thiên Học Phủ và Thần Sách Doanh. Tuy nhiên, Đại Tần đế quốc có hơn trăm quận, ngoại trừ quận Tần Thiên và tứ đại siêu nhiên tông môn, còn có rất nhiều tông môn có thực lực kém hơn một chút, nhưng cũng không thể khinh thường. Chương 1056 có không ít người đến, bạn cũ cũng khá nhiều. Ví dụ như hiện tại, hắn phát hiện đệ tử do các tông môn đó phái đến đa phần có tu vi huyền võ tầng 8 hậu kỳ, cũng có không ít huyền võ tầng 9. Có không ít người đến, bạn cũ cũng khá nhiều. Trần Huyền Quân đệ tử bảng thiên của kiếm các tỏ vẻ nghiêm túc, khẽ thở dài. Bên cạnh, Đường Thông chợt nghĩ đến điều gì đó, vội nói, Trần Sư Huynh nhắc đến bạn cũ, ý muốn nói đến những người đã tham gia Long Môn tranh tài lần trước ư. Người bên ngoài không rõ cho lắm, nhưng hắn lại rất hiểu vị sư huynh Trần Huyền Quân này. 3 năm trước, trong trận Long Môn tranh tài, tuy vị này không lọt vào 8 vị trí đầu, nhưng biểu hiện của hắn ta không tầm thường. Nghe Đường Thông nói vậy, mấy người Hân Nhiên và Lâm Nhất cũng tỏ vẻ hứng thú. Trần Huyền Quân nói đến bạn cũ, chắc chắn là đang đề cập đến những cao thủ đã nổi danh trong trận Long Môn tranh tài 3 năm trước. Sau 3 năm, e là thực lực của những người này càng mạnh hơn trước.
nếu đụng phải bọn họ trong mật cảnh Ma Liên thì quả thật rất đau đầu. Huyền Quân, người nói rõ cho bọn họ biết đi, khó tránh khỏi sẽ đụng mặt những người này trong mật cảnh Ma Liên, biết sớm một chút cũng tốt, không đến mức bị tổn thất nặng nề mà không hay biết gì cả. Nghe bọn họ thảo luận về vấn đề này, Lạc Phong trưởng lão bèn ra hiệu cho Trần Huyền Quân nói rõ mọi chuyện. Lạc trưởng lão không nhắc thì ta cũng sẽ nói với các vị sư đệ về việc này. Trần Huyền Quân nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt hướng về phía đông bắc, ngẫm nghĩ rồi nói, bên kia là nơi đóng quân của Thất Tuyệt Bảo, tông môn này nằm ngoài đế quốc, khống chế hơn 10 quốc gia nhỏ, phong cách làm việc thô bạo tàn nhẫn, vô cùng hung ác, tuy nhiên, ngoài mặt bọn họ vẫn tỏ ra thuần phục đế quốc. Có rất nhiều tông môn như vậy ở khu vực biên giới, Thất Tuyệt Bảo là một trong số đó, và nó tương đối lớn mạnh. Tuy rằng căn cơ của bọn họ không vững chắc bằng tứ đại tông môn, nhưng thủ đoạn tàn bạo, vơ vét vô độ, cho nên tài nguyên trong tông môn không hề ít. Người mặc y phục màu đen kia chính là Kinh Tuyệt, đại đệ tử cấp cao nhất của Thất Bảo Tuyệt. Trong trận Long Môn tranh tài lần đó, hắn ta đứng hàng thứ 19. Lúc ấy, người này chỉ mới 16 tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng lại có sát khí kinh người, để lại ấn tượng rất sâu đậm. Hiện tại, đã 3 năm trôi qua, e là thực lực của hắn ta càng thêm khủng bố, nghe đồn hắn ta có thể dung nhập sát khí vào Thất Tuyệt đao pháp của Thất Tuyệt Bảo một cách hoàn mỹ. Mấy người Lâm Nhất nhìn theo ánh mắt của Trần Sư Huynh, giữa rất nhiều đệ tử của Thất Tuyệt Bảo, quả thật Kinh Tuyệt rất nổi bật. Hệt như một con yêu thú đang ngủ say, hai mắt khép hờ. Dường như cảm nhận được cái nhìn từ phía xa, đôi mắt khép hờ của Kinh Tuyệt lập tức mở bừng ra, nhìn về phía phương hướng kiếm các nhếch miệng cười. Soạt! Mấy người lập tức cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm, vội vàng chuyển ánh mắt đi, Đường Thông trầm giọng nói, người này, quả thực không đơn giản, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến người ta cảm thấy được sự khác biệt. Nhưng mà Kinh Tuyệt kia chỉ nhìn một cái xong lại nhắm mắt, bộ dáng như thể chẳng có hứng thú, không thèm quan tâm. Chương 1057 người của Hỗn Nguyên Môn cũng đến rồi. Gây ra sự chú ý của đối phương, Trần Huyền Quân cũng không nói thêm nhiều về người này nữa, tầm mắt lại rơi lên người một người khác, nói, người này tên là Mộ Tu Hàn, đệ tử huyết cốt môn, giống với Thất Tuyệt Bảo, cũng là một tông môn tự do ở biên giới của đế quốc. Trong lần Long Môn tranh tài trước đó, thứ hạng của hắn ta còn cao hơn so với Kinh Tuyệt, đứng thứ 17, được gọi là Hàn Huyết Kiếm Khách. Kiếm của hắn ta rất nhanh, rất lạnh, giết người không thấy máu, một kiếm đóng băng. Đừng coi thường hắn ta, tên này nhìn thì như ôn hòa nhưng khi giết người thì chẳng hề do dự, thủ đoạn tàn nhẫn bạo lực. Hàn Huyết Kiếm Khách. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, kiếm pháp kia nghe có vẻ gần giống của hắn, trong kiếm thế cũng chứa đầy hàn ý. Không biết so với Tử Diên kiếm quyết của mình thì ai cao ai thấp. Nhắc đến người này, sắc mặt Lạc Phong trưởng lão thoáng đổi, trầm giọng nói, huyết cốt môn này cực kỳ khinh thường kiếm khách của đế quốc Đại Tần, nhất là Lăng Tiêu kiếm các ta. Số lượng đệ tử kiếm các chết dưới tay huyết cốt môn không ít, nếu gặp phải thì cẩn thận một chút. Trần Huyền Quân gật đầu, lại giới thiệu tiếp rất nhiều người, dường như đều là những tông môn bên ngoài biên giới của đế quốc. Cao thủ của tứ đại tông môn trong đế quốc Đại Tần, nhóm người Lâm Nhất cũng không cần phải nghe giới thiệu, vốn đều không lạ lẫm gì. Nghe xong giới thiệu của Trần Huyền Quân, mấy người đều cảm thấy tầm mắt của mình đã được mở mang không ít, không ngờ được bên ngoài biên giới của đế quốc, trong cùng thế hệ lại có nhiều cao thủ đáng sợ như vậy. Lạc Phong trưởng lão lạnh giọng nói, những tông môn này nổi lên nhanh nhưng bị tiêu diệt cũng nhanh, dựa vào việc vơ vét vô độ, cướp đoạt tàn bạo để dựng lên, kết cục sớm muộn gì cũng sẽ giống với những thế lực bị bọn họ diệt trừ trước đó. Trong đó tông môn có thời gian tồn tại lâu nhất cũng chỉ được vài trăm năm mà thôi. Trong Long Môn tranh tài, quả thực có biểu hiện xuất sắc, nhưng trong danh sách 8 công tử lại chưa từng có tên bọn họ. Trần Huyền Quân gật gật đầu, việc này cũng là sự thực, những khóa Long Môn tranh tài trước đây, trong danh sách 8 công tử chưa từng có tên bọn họ. Nhưng mà trong mật cảnh gặp phải thì cũng nên cẩn thận một chút, cố gắng hạn chế dây dưa với bọn họ. Đám người này chẳng khác gì những con chó điên, vốn dĩ tông của bọn họ không nằm trong đế quốc, cách hành xử ngông cuồng cũng không sợ bị chúng ta báo thù. Lời nói đến cuối, Lạc Phong trưởng lão vẫn dặn dò tất cả mọi người một lượt.
người của Hỗn Nguyên môn cũng đến rồi. Đúng vào lúc này, sắc mặt Hân Nhiên thoáng lạnh lùng nói. Sắc mặt của rất nhiều trưởng lão và đệ tử cũng đều lộ ra vẻ bất thiện, lạnh lùng nhìn qua. Đây là đối thủ một mất một còn của kiếm các, vĩnh viễn luôn là âm hồn không tan. Nơi đóng quân của Hỗn Nguyên môn cách nơi đóng quân của Lăng Tiêu kiếm các không xa lắm. Khi sắp đi ngang qua, ánh mắt đôi bên nhìn nhau, cả hai bên đều xa sầm mặt đối đầu gay gắt, trong đáy mắt thậm chí còn thoáng qua sát ý. Lần trước sau khi chúng mai phục, kiếm các và Hỗn Nguyên môn gần như đã đến mức cạch mặt nhau. Nhất là Hỗn Nguyên môn có hai trưởng lão cảnh giới tử phủ, nhưng một người chết thảm, tổn thất vô cùng nặng nề. Đặc biệt, người mà bọn họ muốn giết nhất là Lâm Nhất thì còn chẳng tính mà bị thương nặng. Chương 1058 nếu như chết hiểu trong đó thì thú vị rồi. Ngược lại còn mất trắng một bộ bí thuật cho hắn, Long Tượng Chiến Giáp. Văn Ngạn Bác sau khi nhìn thấy Lạc Phong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ngực đau âm ỉ. Lão già này, hôm đó đánh một chưởng lên ngực ông ta, khiến ông ta suýt chút nữa là mất nửa cái mạng. Trước khi đi, ánh mắt của mấy trưởng lão Hỗn Nguyên môn đều dừng trên người Lâm Nhất, ánh mắt đó cực kỳ băng lạnh. Hỗn Nguyên môn và Lăng Tiêu kiếm các hình như là lạ. Bình thường, hai tông môn này mà có thể hòa hợp được thì mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Ta thấy ánh mắt của mấy vị trưởng lão bên tông môn kia như hận không thể nuốt sống Lâm Nhất ngay tại chỗ vậy. Có thể hiểu được, yêu nghiệt như thế mà để hắn nổi lên thì sau này Hỗn Nguyên môn làm gì có ngày yên ổn. Ngược lại, Lăng Tiêu kiếm các cũng to gan thật, lại chuẩn bị cho Lâm Nhất đi vào trong mật cảnh Ma Liên. Nếu như chết hiểu trong đó thì thú vị rồi, he he. Truy cầu phú quý trong hiểm nghèo thôi, nếu như Lâm Nhất có thể sống sót ra ngoài, cho dù hắn không gặp được kỳ ngộ gì trong đó thì cũng có thể bỏ xa những người đồng lứa với hắn rồi. Hỗn Nguyên môn và Lăng Tiêu kiếm các vừa mới nhìn nhau không vừa mắt đã lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Người của đế quốc Đại Tần hầu như đều biết một chút đến ân oán giữa hai đại tông môn này, đến cả những tông môn tự do bên ngoài biên giới đế quốc cũng từng được nghe qua về chuyện này. Nhưng Hỗn Nguyên môn hôm nay lại yên lặng không nói một lời mà đi thẳng qua. Không hề tranh chấp từ lời nói, nhưng lại khiến Lạc Phong trưởng lão cảm thấy có chút căng thẳng, chó cắn người luôn không phải là con chó sủa to nhất. Hân Tuyệt cũng hơi lo lắng nói, đám người này, sợ là không dễ dàng từ bỏ như vậy, tiểu sư đệ, trong mật cảnh Ma Liên phải thực cẩn thận mới được. Hỗn Nguyên môn dường như phái đi ba đệ tử nòng cốt. Đều là những người có biểu hiện xuất chúng trong cuộc Long Môn tranh tài lần trước. Ánh mắt của Trần Huyền Quân quét một vòng trong đám đệ tử của đối phương rồi khẽ giọng nói. Lạc Phong lạnh giọng nói, lần này cũng bạo tay đó, Hỗn Nguyên Môn tổng cộng cũng chỉ có 7 đệ tử nòng cốt, nếu không tính công tử Nham Tâm thì lần này đã phái đi một nửa số đệ tử nòng cốt rồi. Nếu như trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, tất cả đều chết trong đó thì tổn thất này đủ để khiến bọn họ khóc ròng rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng cả hàng người vẫn cảm thấy có chút áp lực, chỉ vì kế hoạch bên trong mật cảnh Ma Liên. Mà lại phái đi ba đệ tử nòng cốt, động tĩnh lớn như vậy thì mục đích đương nhiên không nói cũng hiểu, đương nhiên là nhằm vào Lâm Nhất mà đến. Lâm Nhất ở bên cạnh lắng nghe, không nói năng gì. Trước mắt, ai cùng cảm thấy so sánh với những đệ tử nòng cốt cảnh giới huyền và tầng thứ 9 của các tông môn khác mà nói. Thực lực của hắn vẫn có khoảng cách rất lớn với bọn họ. Nhưng sau khi một kiếm chiến thắng Lăng Yến, khiến Lâm Nhất phải xem xét lại thực lực của mình một lần nữa. Có lẽ bán bộ tiên thiên kiếm ý mà hắn nắm được còn đáng sợ hơn một chút so với những gì mà hắn tưởng tượng. Chương 1059 thua ai vậy? Có bán bộ tiên thiên kiếm ý, lại thêm Thủy Nguyệt kiếm pháp và những con át chủ bài khác, chưa chắc đã không thể chiến đấu được với những người này. Thậm chí hắn còn có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, lời này nói ra có vẻ như hắn rất là ngông cuồng, cho nên chỉ đành chứng minh nó trong mật cảnh Ma Liên vậy. Hai ngày sau, bốn phía xung quanh khe nứt của Hoang Nguyên Tịch Diệt lại xuất hiện thêm hai nhóm người nữa, đều là những tông môn tự do bên ngoài biên giới, không tà không chính nhưng ngoài mặt lại thần phục đế quốc. Mối quan hệ của hai tông môn này dường như không tệ, đệ tử của hai tông môn đi lẫn vào với nhau. Liên tục trò chuyện cười đùa.
trong đó có bóng dáng của hai người thanh niên cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một người cao to vạm vỡ, cơ bắp khắp người cuồn cuộn, tướng mạo thô kệch, trên lưng đeo một cây rìu chiến vừa to vừa nặng, bộ dạng giống một kẻ mọi dợ mới từ trên núi xuống đồng bằng. Một người khí tức trôi nổi bất định, tướng mạo âm nhu, trong mắt thỉnh thoảng lại toát ra hàn mang băng lạnh, giống như một con rắn độc đang ẩn nấp trong lùm cỏ. Trần Huyền Quân nhìn thấy hai người này thì mặt thoáng biến sắc, khẽ giọng nói, hai người này vậy mà cũng đến. Hai người này lợi hại lắm à, Trần Sư Huynh. Đâu chỉ lợi hại, trong cuộc Long Môn tranh tài lần trước, hai người này xếp thứ 10 và 11. Thứ hạng này đã được tính là rất cao rồi, nhưng nếu không vì đối thủ mà bọn họ gặp phải là cùng một người, thì có rất nhiều người dự đoán, bọn họ hoàn toàn có khả năng để tranh được 8 vị trí đứng đầu. Thua ai vậy? Ha ha, kém may mắn, đều thua bởi công tử Lưu Thương. Trần Huyền Quân cười nhạt, trong lòng có chút tiếc nuối cho hai người này, bọn họ không phải đen đủi bình thường đâu. Nếu như gặp phải người nào khác trong 8 công tử thì có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng gặp phải công tử Lưu Thương, ngoài đen đủi ra thì chẳng còn gì để nói cả. Người ăn mặc như mọi dợ kia tên là Phong Dã, người còn lại tên là Bạch Nhạc, 3 năm không gặp, thực lực sợ là đã mạnh hơn nhiều. Những tông môn bên ngoài đế quốc này cũng đúng là ác. Không sợ những người này đều chết hết trong mật cảnh Ma Liên hay sao? Nhắc đến những tông môn tự do bên ngoài biên giới đế quốc, Trần Huyền Quân cũng có chút đau đầu. Tứ đại tông môn có căn cơ thâm hậu và luôn có sự tính toán đối với mật cảnh Ma Liên, cho nên không đến nỗi phải đưa hết toàn bộ đệ tử ưu tú nhất của mình vào đó. Nhưng những tông môn không có nền tảng căn cơ này thì khác, bọn họ chẳng quan tâm đến những điều này. Bất cứ cơ hội nào có thể củng cố nền tảng căn cơ của tông môn là bọn họ đều sẽ không bỏ qua, cũng mặc kệ hậu quả gây ra sau đó. Cũng chưa từng nghĩ qua, nếu như các đệ tử ưu tú của nhà mình đều chết hết bên trong, thì trăm năm sau này của tông môn sẽ có ai đến thừa kế, làm sao để nối nghiệp. Người đến quả không ít, đáng tiếc, người của đế quốc Đại Tần có khả năng một chút thì lại chẳng có ai. Phong Dã cơ thể cao to vạm vỡ cưỡi trên lưng yêu thú. Đánh giá hết một lượt đệ tử các tông môn của đế quốc Đại Tần, nhếch miệng cười nói. Bạch Nhạc ở bên cạnh cũng nói bằng giọng âm trầm, ngoại trừ 8 công tử, còn lại đều là thứ vô dụng. Tông môn của đế quốc Đại Tần đúng là nhát gan, làm việc gì cũng sợ bóng sợ gió. Ánh mắt của Phong Dã rơi trên chỗ đóng quân của Huyền Thiên Tông, cười dữ tợn, đợi vào trong mật cảnh sẽ giết vài tên vô dụng của Huyền Thiên Tông để luyện tay. Hai người họ không hề có ý định nói chuyện kín đáo, cho nên những gì cần nghe thì người của Huyền Thiên Tông đều đã nghe thấy hết. Chương 1060 mật cảnh bắt đầu mở rồi sao? Một tên man dợ, đúng là hung hăng càn quấy, mở miệng ngậm miệng là nói người ta vô dụng, nhưng có gộp vào thì cũng không phải là đối thủ của công tử Lưu Thương. Cho dù Lưu Thương sư huynh không ở đây cũng không đến lượt hai người này dở thói ngang ngược. Đường Nguyên, đệ tử nòng cốt dẫn đầu của Huyền Thanh Tông hờ hững nói, tức giận với lũ tà tu làm gì, sau khi vào trong, cho bọn họ biết được thủ đoạn đối phó với tà tu của Huyền Thiên Tông chúng ta rồi khắc sẽ biết thế nào là lợi hại. Tông môn tự do bên ngoài đế quốc, thủ đoạn ra tay quá mức tàn bạo, trong mắt của rất nhiều người bọn họ chẳng khác gì so với tà tu. Huyền Thiên Tông được truyền thừa từ Phật môn, trước giờ luôn có cách để đối phó với tà tu, lời của Đường Nguyên cũng không tính là nói quá. Bất giác, màn đêm đã dần buông xuống. Trong bầu không khí nóng bức ngột ngạt ở trong hoang nguyên tịch diệt, khiến rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu, nhất là sự nóng nực vào ban đêm. Mặc dù có chân nguyên hộ thể, nhưng tâm cảnh vẫn bị ảnh hưởng, có không ít người mở miệng chửi bới. Vào giữa đêm, đã xảy ra vài trận đánh nhau không lớn không nhỏ. Võ giả tụ hội, sau khi số người đông hơn, trong hoàn cảnh sốc nổi như vậy khó tránh được xảy ra chút tranh đấu. May là trưởng lão của các tông cũng đều ở đây, đều biết mật cảnh Ma Liên đã sắp mở ra, nên một vài trận đấu tranh nhỏ thế này cũng sẽ không gây nên xung đột toàn diện được. Trong doanh địa, Lâm Nhất khoanh chân ngồi, lấy ra 2 viên linh ngọc nhị phẩm rồi ngồi tu luyện ngay tại chỗ. Trong Tử Diên kiếm quyết của hắn có khí hàn băng, ở nơi nóng bức thế này ngược lại cũng không cảm thấy quá khó chịu. Cho dù không có Tử Diên kiếm quyết thì với tâm tính của hắn cũng sẽ không cảm thấy cáu kỉnh hay bực bội.
Mấy người Đường Thông vốn định rủ Lâm Nhất đi uống rượu nhưng sau khi thấy hắn đang tu luyện thì rón rén lui ra. Thật là bái phục tâm tính của tiểu sư đệ. Mật cảnh Ma Liên đã sắp mở rồi, vừa hấp dẫn lại cũng vừa mạo hiểm, một khi bước vào rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây mà cũng có thể một bước lên trời. Trong tình huống thế này mà vẫn kiềm chế được bản thân để ngồi tu luyện, chẳng trách sự tiến bộ của hắn trong kiếm các lại nhanh như vậy. Đi thôi, không uống nữa. Biết đâu công sức của một ngày lại có thể cứu mình một mạng trong mật cảnh Ma Liên, ai mà nói trước được điều gì đúng không? Nói cũng phải. Mấy người thấy Lâm Nhất như vậy thì đều tự đi về chỗ của mình, tĩnh tâm lại bắt đầu khổ tu. Chỉ là lòng này liệu có thể tĩnh lại hay không thì còn chưa biết. Hai ngày sau, đóa hoa sen đen ẩn trong không gian khe nứt bỗng nhiên xuất hiện, quang mang màu đen quái dị bao trùm khắp thiên khung, thế giới bỗng nhiên chìm vào trong tăm tối. Mật cảnh bắt đầu mở rồi sao? Đệ tử và trưởng lão của các tông môn lại không dằn lòng được, thần sắc trong mắt lấp lánh đầy hưng phấn. Lâm Nhất từ bên trong doanh trướng đi ra, phóng tầm mắt qua nhìn. Liền thấy đóa hoa sen đen nọ ở trên bầu trời giống như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ lấy, đem nó treo lơ lửng ở giữa bầu trời. Trong đóa hoa sen đen bao hàm ma khí đang bắn ra tứ phía giống như xúc tu đang không ngừng quằn quại. Cục diện rằng co như vậy không kéo dài lâu. Khi cao thủ của thần sách doanh liên thủ với người của tứ đại tông môn kích hoạt xong đại trận được bố trí ở đây thì có một bức tranh từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.